Vâng. mình chuẩn bị đi ha. Mình góc mình nhìn cái đó. Hiện lên cái biểu hiệu của cái micro thì thầy bấm vào đây. À, nhắn cho con số điện thoại hay Facebook đi, con hướng dẫn cho một người. À cái Facebook của chị Tuyết ơi, bên chỗ chị ở bên hot có thể mở được mà phải không? Không, cái đó không mở được, phải vào cái người đó phải mở rồi Tuyết mới chỉnh được. Không được rồi. Mở rồi. Không không, bây giờ thôi ông cứ để được đứng đó đi. Để có cái người ta chỉ cho ông. Chị thầy. Dạ. Rồi khi Facebook của thầy Tạc là Mai Văn Tạc. Mai Văn Tạc rồi. Rồi Mai Văn Tạc. Dạ, một số chuẩn bị chương trình. Rồi để cho thầy cái đứng đó đây, có người chỉ cho thầy ra nha. Cứ đứng đó. Rồi. Thầy chỉ được. Chị thầy sẽ gọi cái số Facebook của thầy. Dạ, con sẽ gọi Facebook liền nha. Dạ. Ok. Rồi dạ. Rồi một sư chuẩn bị chương trình vào. Ok, bây giờ thì chúng ta ổn định rồi, chào thăm xong xuôi bắt tay là xong rồi phải không? Bây giờ thì tối thứ bảy thường thường là mình có hai cái nội dung. Nội dung thứ nhất là làm chứng trong cái tuần lễ vừa qua, Chúa có ban phước, Chúa có cáo trách, hay Chúa có sửa phạt, để chúng ta cũng đều làm chứng hết để khích lệ cái chức vụ cá nhân của chúng ta trong ngày hội Việt Nam. Và khi làm chứng thì quý vị biết rồi, lời Chúa trong Khải Huyền nói là chúng ta đắc thắng Satan là bởi việc chiên con và lời làm chứng. Vì cái lời làm chứng là bày tỏ cái quyền năng của Chúa trên đời sống của mình. Có những cái phép lạ mà Chúa làm trên đời sống của mình làm chứng ra. Cho nên đây là một cái buổi rất là quan trọng. Và một tuần như vậy thì chúng ta chỉ có một cái tối thứ bảy là mình dành để làm chứng thôi. Cho nên là tôi không nói nhiều để cho quý vị có cái những cái điều mà làm chứng để khích lệ đời sống đức tin của nhau. Bây giờ bắt đầu cái thì giờ lập chứng. Xin mời tất cả anh em chúng ta. Amen. Một chút nữa khi một người nói chuyện, một người làm chứng thì tất cả những cái loa khác tôi sẽ tắt. Vâng. Để nghe lên cả. Vâng. Ở trong phòng mình mà có một cái máy mà khi mà vào là con biết liền cái máy khỏi tiền nhà xin hết, là cái máy của một siêu bộ. Chào Tuấn à. Đúng rồi. Vừa vào là có cái có một cái tiếng nó thanh chưa à. Chưa bằng phước cho một xưa. Rồi thời gian này là thời gian mình làm chứng. Vậy anh em nào bắt đầu trước đi. Tôi xin làm chứng. Quá trong những ngày tháng qua thì Chúa đã thử thách trong chức vụ của tôi, trong cuộc đời tôi nhiều lắm. Nhưng mà tôi thấy trong vấn đề mắt của tôi đi bệnh thì Chúa cũng muốn dạy tôi một bài học rất là quý. Đó là cái đời sống của mình luôn luôn được cái sự rèn luyện bởi đức tin. Để rồi thật sự cái mắt mình đã bệnh như vậy đó, để rồi đức tin của mình có biết nương cậy nơi Chúa nhiều không, rồi đức tin của mình có thật sự sẵn sàng để chịu đựng chịu khó, rồi sự nhịn nhục, sự những gì thử thách đó, để rồi mình có sẵn sàng để bước theo Chúa không. Và Chúa cũng dạy tôi bài học rất là lớn. Sau khi phòng cầu nguyện với bệnh tật của tôi thì cảm ơn Chúa, hôm nay Chúa cũng đã chữa lành. Đó là điều mà Chúa muốn dạy tôi bài học rất là quý, để tôi có sự chịu đựng cái sự thử thách trên bước đường theo Chúa mình mỗi ngày, để rồi thật sự mình có trung tín với Chúa hết lòng hay không. Đó là Chúa muốn dạy cho chính mình, và tôi tin chắc rằng Chúa sẽ làm phép lạ trên đời sống, trong chức vụ của tôi, cũng như an ủi khích lệ tôi trong giờ phút này. Thì tôi cảm ơn Chúa cũng khỏe nhiều, và mắt của mình cũng đã được sáng ra, để rồi cũng học lời Chúa với cùng anh chị em trong phòng cầu nguyện của chúng ta. Tôi cảm ơn Chúa lắm, và cảm ơn tất cả những vị mục sư, những người lãnh đạo của Chúa công tác phòng cầu nguyện, thì cũng đã cầu nguyện cho tôi được nhiều, để rồi tôi có sự chữa lành từ nơi Chúa qua sự cầu nguyện của quý vị, cũng như trong chức vụ thánh quý vị cầu nguyện cầu thai cho tôi. Thì tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm. Bây giờ Chúa cũng đã được chữa lành và sức khỏe cũng được ổn định. Tôi cũng hứa với Chúa tiếp tục trong những ngày tới, có thể là tiếp tục trong phòng cầu nguyện cùng học kinh thánh với anh chị em, cũng như trong phòng, cũng như tất cả quý vị của Chúa, để rồi chúng ta thấy lời của Chúa dạy dỗ nhắc nhở cũng như khích lệ trong chức vụ của chúng ta trong phòng cầu nguyện này.
xin Chúa cùng quý đệ tử của Chúa cũng thay mặt cầu thánh và gia đình cảm ơn tất cả đệ tử của Chúa trong phòng cầu nguyện nhiều lắm nha. Có làm chứng bao nhiêu lần hết cảm ơn gì vui ra. Chưa là ông bị hai con mắt bị mờ cho nên thì vừa rồi mục sư cũng dâng lên phòng để cầu nguyện và Chúa cho cái ca phẫu thuật nó đạt kết quả. Hôm nay ông phục hồi lại toàn bộ cái thể lực cho nên ông làm chứng trở lại. Chúng ta ngợi khen Chúa. Amen. Vâng. Xin mời quý vị chúng ta tiếp tục. Cảm ơn Chúa. Mục sư Ron có điều gì muốn chia sẻ làm chứng cảm tạ Chúa không mục sư Ron ạ? Mục sư Hưng ơi, tôi muốn mời ông là sẽ là người khai mạc cầu nguyện cầu thai đầu tiên nha. Cái nội dung của mục sư bộ rồi đó mục sư nha. Tiếp tục mục sư chuẩn bị. Ông mong ngồi đây ông mở không? À, nhưng mà sao vậy? Ông bà không được. Đây là mở tới cái chỗ này đứng luôn. Trong khi mục sư. Có những hả? Rồi đó. Vâng, trong khi các mục sư chuẩn bị lời chứng thì cho em xin mấy phút để làm chứng ạ. Cảm ơn trước. Vì trong 3 ngày qua là em bị sốt tiêm họng ấy. Nó người nó lúc nóng lúc lạnh nó sốt. Đêm tối hôm qua là sốt rất là người sốt rất là cao. Thế mà chị Tuyết thì chị gọi điện về để nhờ chúng em ở hội thánh ở đây gần bên chỗ nhà chị là 50 cây số ấy, nên là để cầu nguyện cho cái cháu của chị con bác người mà con ấy là cháu bị nghiện ma túy 15 rồi. Bây giờ không sử dụng mà ma túy trắng nữa mà sử dụng ma túy đá. Là chị cũng gọi điện về chúng em mà sang tuần thì thứ hai này em phải lên Hà Nội học một tuần. Thế là chỉ còn ngày hôm nay thôi thì sáng nay em dậy em xách cái xe đi ấy, thì người nó rất là lảo đảo. Và nghĩ là cái đường mà nó xa như này mà trong khi em sốt mấy ngày nó như kiểu người nó dậy nó rất là lảo đảo đi thì cứ cầu nguyện là xin Chúa ban sức mới cho con để đi. Cái khi đi đến nhà của cháu tìm ở trong nhà ấy thì chưa gặp bố mẹ cháu là bố mẹ cháu hầu như không muốn tiếp em. Vì là con của họ như vậy trong một suốt 15 ấy là không còn một cái niềm hy vọng gì nữa. Anh chị trước kia là lao động bên tiệp, khi về ở trong đấy nên là gia đình họ rất là giàu có. Nhưng mà khi về thì con 10 năm nay thì nghiện hút là phá, không còn một cái gì cả. Từ ở nhà mặt đường bây giờ là chuyển mua ở trong ngõ và đang nằm nhà. Mà khi em vào thì tan hoang hết, tủ đập bằng tủ, bàn ghế đập bằng ghế. Thế khi em vào em gặp anh chị thì hầu như là anh chị không muốn tiếp thì em cứ cố lại xin ở lại. Thế là khi em nói em làm chứng về Chúa và cái sự chữa lành, cái sự giải cứu của Chúa cho những người mà mắc phải, những người mà nghiện ma túy ấy, thì em cũng làm chứng về trong những công việc mà Chúa đã làm qua đời sống của chúng em ở tại Hội Thánh ở An Dương, Hải Phòng này. Thì Chúa cũng cho Hội Thánh ở nơi đây có cái ơn về sự cái dầu giải cứu, rồi thì cũng có cái mục vụ thương xót kêu mang được một số anh em. Thì Chúa giải cứu hết nghiện ma túy rồi họ vào trong trường Kinh Thánh họ học thì đời sống rất là kết quả. Thế khi em ngồi em làm chứng như vậy thì vợ chồng của anh chị tiếp em. Thế khi đó thì cái người con của anh chị là bây giờ nó cứ chỉ có đòi tiền và đi dùng ma túy đá xong rồi về nó như kiểu cái người sợ ánh sáng, chỉ có làm trùm chăn thôi. Đến khi nào đến giờ đến cơn của nó thì nó lại lấy tiền nó đi. Thế mà hôm nay em ngồi em nói chuyện thì gọi bố mẹ gọi cháu dậy nhưng cháu không dậy. Thế là khi mà em chia sẻ về cái quyền năng và sự thay đổi, sự cứu chuộc và cái sự giải phóng của Chúa đấy, thì em nói về tình yêu thương của Chúa. Đến khi em ra ngồi và chân đứng sát ở cái mé giường cháu nằm đấy và em nói với cháu và em nói rằng là Tiến ơi con ngồi dậy để nói chuyện với cô. Thế khi mà cháu mở cái chăn ra đấy thì mẹ cháu nói là năm nay cháu mới có 29 tuổi, cháu sinh năm 87, năm nay 29 tuổi, nhưng mà khi cháu ngồi đối diện với tôi thì ông bà anh chị em thật sự tôi không thể cầm lòng được. Một thanh niên 29 tuổi nhưng mà nhìn về cái thân xác bề ngoài ấy, người ta tưởng ngỡ cháu là phải đến 50-60 tuổi rồi. Thế khi tôi ngồi tôi nói chuyện, nói với làm chứng cho cháu thì cháu mở lòng và cháu tiếp nhận Chúa. Cháu mở lòng và tiếp nhận Chúa và cháu cũng có cái tấm lòng ước ao được hợp tác với Hội Thánh, hợp tác với trung tâm để đưa cháu vào trong trung tâm giải cứu. Thế khi cầu nguyện xong thì cho cháu xong rồi thì bố cháu ngồi ở ngoài ghế để cảm động.
Thế là đến khi em ra thì em làm chứng cho bố cháu và bố cháu cũng tin Chúa luôn buổi trưa ngày hôm nay. Thế mà gia đình thì cũng thiết ước là ngày mai sẽ đưa cháu đến hội thánh để nhóm ngày chủ nhật. Cảm tạ Chúa thì khi em đến em làm chứng cho cháu được tiếp nhận Chúa thì và cả gia đình họ trên đấy được tiếp nhận Chúa, rất là vui mừng và cảm ơn mọi người buổi sáng nay đã cầu nguyện để cho em đi, Chúa gìn giữ em về. Thì trong khi đi hầu công việc Chúa thì khi về đến giờ Chúa đã bổ lại sức cho em mà em không còn thấy mệt mỏi mà chỉ thấy cái sự mà vui mừng vì đưa được người về với Chúa. Cảm tạ Chúa và cảm ơn các mọi người đã cầu nguyện cho em ạ. Em xin hết. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cô Dự là Chúa vừa chữa lành cái bệnh. Hôm qua thấy cô lên ở trên group của phòng, cô nói là cô cũng bị cảm sốt rất là nặng, là Chúa chữa lành. Rồi hồi tối thì cũng có cầu nguyện để cô đến làm chứng cho cái người nghiện đó và gia đình. Thì ngày hôm nay tôi thấy là trên cái Facebook cô cũng post lên là tạ ơn Chúa, tức là cái cháu đó đã tin Chúa và đồng ý đến cái trung tâm cai nghiện của Tin Lành mình, cũng như qua đó làm chứng được cái gia đình. Đây là cả một cái việc mà Chúa đã nhậm lời cái lời cầu nguyện của phòng của mình. Mình hallelujah, tạ ơn Chúa. Amen. Dạ, nếu như không bởi Chúa làm thì không ai làm được điều này đâu, bởi vì những người mà họ nghiện ma túy trắng ấy thì nó chỉ có đến cái cơn nó đòi, nó vật vã thôi, nhưng mà nó không bị ảo. Nhưng mà những cái người mà nghiện ma túy đá là hoàn toàn như cái não của chúng nó là bị teo và nó bị ảo. Cho nên là vừa rồi ở trong Uông Bí Quảng Ninh ấy có cái vụ mà người nó nghiện đá ấy, nghiện ma túy đá, nó giết chết cả bốn bà cháu của một gia đình trong một đêm. Nên là cảm tạ Chúa thì hôm nay Chúa cho em rất là bình an để tiếp cận với cháu. Nhưng mà đến khi cháu ngồi dậy và cầu nguyện, em cầu nguyện cho cháu tiếp nhận Chúa và ngồi tâm tình và cầu nguyện, cảm động vào đồng hồ là cháu ngồi tôi nghe rất là ngọt ngào. Sau đó buổi chiều ngày hôm nay thì cháu gọi điện là cảm ơn Chúa, cảm ơn cô, ngày mai cháu sẽ xuống hội thánh. Đây là một phép lạ của Chúa, một cái phép lạ của Chúa mà làm trên đời sống của cái người ma túy đá này không phải dễ dàng gì mà đưa được họ đến hội thánh và họ nhận lời đến hội thánh để họ nhóm lại. Nhưng chiều nay thì khi em về thì cháu cũng gọi điện lại thì cháu nói rằng là sáng mai thì cháu và mẹ cháu sẽ xuống hội thánh dưới các cô để nhóm lại. Cảm tạ Chúa thì cảm tạ Chúa cho bố cháu là tên là Nguyễn Duy Triển, còn cháu là Nguyễn Duy Tiến, hai người ở trên chỗ Mai Đông Nguyễn Huệ đường Đông Triều ấy ạ. Thì cứ tiếp tục cầu nguyện để xin Chúa ngài có cái cách và ngài đưa cho cháu vào trong trung tâm để cho cháu được giải cứu, và cháu qua cái quá trình giải cứu ở trong đó thì cháu trở nên những con người nhận biết Chúa và hầu của Chúa. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Hai nội dung rồi đó nha mục sư Hưng nha. Mục sư Bộ với lại cô Dự, hai nội dung rồi đó. Với năm nội dung là mình sẽ cầu nguyện. Tôi nhìn trong cái khung hình của tôi thì có tới năm cái địa chỉ có mặt, cứ năm cái nội dung là mình cầu nguyện một lần. Mình sẽ làm chứng. Mới cái lời làm chứng mục sư ơi. Trong cái chương trình lời chứng là mình qua cái cầu nguyện. Vì cái đêm thứ bảy thì có hai phần, một cái phần mình làm chứng và phần cầu thay. Xin chào mục sư, cho xin phòng 57 ở U Minh Hạ xin em đến. Định mời mấy phòng cầu nguyện mới mở làm chứng. Cảm ơn chứ. Cô nói đi ạ. Dạ, mà cảm ơn Chúa là mình xin làm chứng là từ hồi khi hội thánh ở đây mới mở lên thì nói chung là hồi trước đó thì ở đây chỉ tin Chúa chỉ được có mấy người thôi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, trong khi lúc đó có khi hồi mới tin Chúa đó thì tất cả anh chị em lúc mới tin Chúa là nóng cháy lắm. Sau khi một thời gian đó bị lùi, nhưng mà chúng có mấy anh chị em chúng tôi ở tại điểm nhóm này, ở tại ấp 11 đó, thì trong khi đó tụi tôi kiên trì cầu nguyện. Nhưng mà cảm ơn Chúa, một thời gian trôi qua thì cũng hai năm mấy thì bắt đầu Chúa phục hưng trở lại.
hiện tại bây giờ thì Chúa đang phục hưng. Cảm ơn Chúa là Chúa đem rất là nhiều người để đến hội thánh Chúa. Chúa về hiện tại bây giờ là mỗi ngày đều có người mới. Cảm ơn Chúa là khi hôm làm chứng hôm qua, hai ngày nay, thì cảm ơn Chúa là khi tụi tôi đi giao giảng, đi thăm các điểm nhóm á, thì ở nhà Chúa cũng cho là những người nghe tin lành của Chúa đó đến để mấy chị em ở tại hội thánh đó giải cứu. Cảm ơn Chúa một điều là cái người này là chở mẹ đi lợi nhưng mà giải cứu bị quỷ ám đó. Trong khi đó là bác sĩ thì nói là chỉ bệnh đi cái tuột máu hồng cầu gì ở cánh tay đó, không có dở lên được. Nhưng mà cảm ơn Chúa chỉ mới tin Chúa được 3 tuần. 3 tuần trong cái cầu nguyện giải cứu cho chị đó, thì tạ Linh nó mới sức ra thì chỉ khỏe. Cho nên khi đó là chỉ mới 2 tuần rồi cái chỉ đi ra Cà Mau chỉ khám bệnh lại. Thì chỉ khám lại, chỉ cầu nguyện Chúa cho chỉ đi kiểm tra lại. Thì trong khi chỉ đi kiểm tra thì chỉ nói là bác sĩ nói đi, lúc chỉ đi chỉ cầu nguyện thì chỉ nói Chúa cho chỉ không còn bệnh nữa. Thì chỉ tạ ơn Chúa. Chỉ tạ ơn Chúa 500.000. Thì trong khi chỉ đi ra Cà Mau khám bệnh thì bác sĩ nói là cánh tay chỉ không còn bị tuột máu hồng cầu nữa. Cảm ơn Chúa là từng rồi chỉ đem tạ ơn Chúa được 500.000. Nhưng mà khi chỉ trở về, tại vì hồi lúc trước đó, là chỉ đi chỉ có làm thầy. Nhưng mà theo cái ăn năn tội của chị thì chị chưa có hiểu hết cái sự ăn năn tội, thành ra chị chưa có nói hết. Trong khi chị lợi hội thánh thì chúng tôi ngồi thông công với chị thì chị mới nói là chị khóa làm thầy, mấy chị cầu nguyện cho chị đó là giải cứu cho chị xong rồi là cái người con đó chở đi lợi để mà giải cứu cho chị đó, thì thấy bà mẹ bị như vậy rồi cầu nguyện giải cứu rồi người con tiếp tục tin Chúa luôn. Ngày hôm qua là tiếp tục tin nhận Chúa thêm được người. Trong tuần lễ này là hội thánh này là Chúa đem được 4 người. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa là hiện tại bây giờ thấy Chúa đang phục hưng cái điểm nhóm ở U Minh. Thì chúng tôi thì cũng chẳng có làm gì được, nhưng mà cảm ơn Chúa một điều là Chúa nói trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện tạ ơn Ngài xin trình dân. Chúng tôi cũng âm thầm mà cầu nguyện để trình dân các cái nhu cầu, điều gì chúng tôi cần là chúng tôi chỉ cầu nguyện với Chúa. Chứ chúng tôi không có dám nhờ cậy con người. Nhưng mà cảm ơn Chúa một điều là ở đây chúng tôi chỉ nhờ cậy Chúa, âm thầm cầu nguyện. Mà cảm ơn Chúa, hiện giờ thì thấy Chúa phục hưng lại điểm nhóm ở U Minh. Tôi xin hết. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô. Xin làm tiếng một chút. Dạ, cảm ơn Chúa. Chào tất cả quý vị. Dạ, một chút đơn. Vâng. Khi mà bắt được mạng Internet, tôi rất là cảm ơn Chúa. Tôi để chặt cho anh em trên mạng có sự tích đề. Mình xin trong chức vụ họp được Chúa. Anh cho là anh em ở đây họ vẫn còn tin tưởng đến anh em Chúa. Khi bắt được mạng Internet thì mỗi anh em bị đau nạn á. Từ xưa nay á, được 5 anh em, 3 người bị bệnh tai biến, nhưng mà đưa lên phòng cầu nguyện, anh em cầu nguyện những 3 người đó hoàn toàn Chúa được chữa lành, không còn bị bệnh tai biến nữa. Đó là tại biến giờ họ đi làm khỏe bình thường như mình, bởi vì anh em ở đây họ vẫn còn tin cậy và tin tưởng anh em Chúa. Đó là điều mà tôi lại càng cảm tạ Chúa, vẫn còn yêu thương, còn quyền năng để chữa lành anh em.
mới đây thì mới đây là con gái của tôi bị đau sốt, tê hết cả chân tay, đưa lên phòng cầu nguyện. Anh em cầu nguyện bữa nay thì nó được đi học bình thường trở lại rồi. Đó là điều mà cảm ơn Chúa. Vì cô giáo ở điện xuống thì nó lên trường nó học, nhưng mà nó bị đau là đi bệnh viện. Nên là gia đình của chúng tôi lấy đức tin mà cầu nguyện. Nhưng mà với cả phòng cầu nguyện, anh em cầu nguyện, khi cầu nguyện xong rồi Chúa cũng nghe lời cầu nguyện, Chúa cho cái được chữa lành hoàn toàn. Đó là em Đinh Thị Úc, con gái Úc của tôi đó. Thì nó rồi nó cũng được đi học rồi, nhưng mà bây giờ anh em tiếp tục cầu nguyện cho nó, bởi vì nó là thuộc học sinh giỏi của cấp huyện. Năm ngoái mà năm nay nó cũng chuẩn bị đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Anh em trong phòng cầu nguyện tiếp tục cầu nguyện cho Đinh Thị Úc. Đó là mới đây. Rồi cách đây cũng bà vợ ở trong nhà nữa cũng bị đau cái chỗ này xương, định đi bệnh viện nhưng mà đưa lên phòng cầu nguyện thì Chúa cũng đã nhận lời anh em cầu nguyện, bà vợ hôm nay cũng được chữa lành hoàn toàn. Nhưng mà tôi xin làm chứng cho anh em biết được bữa nay thì anh em vẫn còn cho anh em mà họ tin Chúa ở đây á, họ vẫn tin tưởng ở Chúa. Khi mà lập được cái phòng cầu nguyện này, khi họ đau, họ bị bệnh, họ cũng chạy đến ở đây nhờ cầu nguyện. Cho nên đây là những điều được thích đề để chế dựng lập ra một cái phòng cầu nguyện rất là tốt. Tôi rất là cảm ơn những anh em đã lập ra phòng cầu nguyện. Và thứ ba nữa, tôi cũng có thời gian để gặp gỡ anh em trên mạng, gặp gỡ nói chuyện, có một điều đưa đến trong chức vụ hội Chúa có thích đề lẫn nhau. Cảm ơn. Đúng, cảm ơn. Amen. Cảm ơn thầy Ren rất là nhiều. Chúa là qua cái lời chứng của thầy Ren thì cũng khích lệ anh em mình rất là nhiều. Cho nên ở những cái vùng mà như Quảng Ngãi á, mấy cái vùng đồng bào của mình đó, với là những cái vùng miền Tây đó, thì rất nhiều cái bệnh tật, nhất là miền Tây còn những cái tà linh nữa. Cho nên Chúa đã làm những cái quyền năng lạ lùng ở trên những cái vùng đó để cho người ta. Cho nên tạ ơn Chúa qua cái chỗ mà thầy Ren làm chứng như vậy thì cũng khích lệ. Tức là hầu như những cái lời, những cái nan đề của các anh em mình về bệnh tật hay một số các nan đề mình nêu lên, phòng anh em mình hiệp thông lại cầu nguyện là hầu như là Chúa nhậm lời hết. Cho nên chúng ta thấy đó là cái điều rất là khích lệ, tạ ơn Chúa. Mời quý vị tiếp tục. Alo. Tôi xin là người làm chứng người thứ năm buổi tối hôm nay ạ. Dạ vâng. Thể là hay là buổi sáng ở bên Hoa Kỳ, rồi buổi chiều ở trên nước Đức và một số quốc gia, trong đó là buổi tối Việt Nam. Tất nhiên là tất cả cái này tới Chúa trước khi mà làm chứng thì cũng đắn đo kỹ, thì tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đắn đo kỹ lắm mà bây giờ tôi không thể làm thinh được. Tôi xin làm chứng như thế này. Là Hội Thánh Xuân Hòa đã chính thức khởi công đặt viên đá đầu tiên để xây các nhà Chúa cũng như trung tâm từ ngày 19 tháng 4 và đã thi công làm xong cái móng rồi. Cách nay khoảng hơn 3 tháng nay thì dậm chân tại chỗ vì thiếu kinh phí, thiếu kể cả vật liệu và thiếu cả tiền công nữa. Tạ ơn Chúa lục điều mà tôi không thể nào không làm chứng được. Tại vì tối hôm nay cái nội dung mà một siêu quốc đó ra, chúng ta làm chứng là những ơn phước của Chúa, những điều gì chúng ta đúng hoặc là chưa đúng hay là như thế nào đó. Nói chung trong tuần lễ mới nhất thôi, thì tôi thấy rằng càng phải nói sớm nữa. Nhưng mà thường thường là mình muốn ăn thì mình muốn gấp cho người khác trước khi là mình gấp, đúng không quý vị? Cho nên tôi để cho cái quý vị chứ làm chứng trước đi. Tôi muốn làm chứng ngay lúc đầu luôn đó, nao nức lắm. Nhưng mà giờ tôi phải làm chứng thứ nhất á, là tạ ơn Chúa vô cùng. Và qua cái chương trình phòng cầu nguyện toàn cầu thì ngày 1 tháng 11 vừa qua, mục sư Quốc, mục sư Hiếu và tất cả anh em, mục sư Thái nữa, tạ ơn Chúa, đã đến Xuân Hòa sau cái phần làm lễ ra mắt phòng cầu nguyện số 54. Chúng tôi thông công với nhau uống và vui vẻ sau cùng thì chúng tôi đã mời chính thức, Hội Thánh địa phương đã mời chính thức cái phái đoàn đó đã đến lên trên cái móng của cái
khu vực nhà thờ và trung tâm của sinh hoạt đó để cầu thai. Và bữa đó là một sư Quốc trực tiếp cầu nguyện. Bữa đó có một sư Hiếu nữa, rất là đông, rất là vui. Và cảm ơn Chúa, đó là ngày 1, trưa ngày 1 tháng 11 vừa qua, được xin nói diễn biến như vậy. Và chúng tôi cũng tiếp tục cầu thai. Có thể nói đây là lần đầu tiên Hội Thánh Trung Hòa chính thức có một phái đoàn của đầy tớ của Chúa, và đặc biệt là đầy tớ Chúa cầu nguyện trực tiếp trên cái móng nền nhà này. Và chúng tôi cũng bền nổ trong đức tin. Nhưng mà khi mà được lên màn hình mạng lưới toàn cầu này đó, thì tôi thấy có nhiều đầy tớ Chúa có nhiều nhu cầu, có nhiều năng đề đau ốm bệnh tật nhiều lắm. Cho nên tôi hết sức là dè dữ, tôi không có dám nói hoặc là nói cái công khai rộng rãi, vì tôi biết có nhiều anh em có những nhu cầu còn bách thiết hơn nữa. Rồi một cái ngày kia, đó là khoảng chừng chưa tới 8 giờ, 7 giờ, khoảng 7 giờ rưỡi của sáng ngày thứ tư vừa rồi, là ngày 16 tháng 11. Khi trên phòng cầu nguyện toàn cầu buổi sáng thì không còn ai hết. Ngó qua ngó lại thì tôi thấy còn có một mình một sư Hưng. Như một sư Tuấn ở ngoài Đà Nẵng, với một người cô nào đó tôi không biết rõ, mà tôi chỉ biết hai vị đó thôi. Tự nhiên lúc đó là Chúa là dục giả tôi phải nêu ra vấn đề xây cất ra để cầu nguyện. Người ta cứ nghĩ rằng sẽ gặp đầy đủ hoặc là ở một cái lúc nào đó, như thế nào đó cho nó hoành tráng, nói cái từ quen ở Việt Nam. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Chúa nói nơi nào có hai ba người mà hiệp nhau và có tấm lòng cưu mang, lòng yêu thương thật sự quan tâm thì chắc chắn là Chúa trả lời. Nên tôi đã nhờ mời mục sư, trong khi thông trong đã thì được biết đó là mục sư Tuấn. Ông cũng đang chuẩn bị cưu mang mua một cái diện tích đất mấy mẫu để làm một trung tâm cai nghiện của miền Trung. Và từ nhiều đó thì anh em nó có một cái đồng cảm, và ông nhắc cho tôi những câu kinh thánh lời Chúa ở trong Sử Ký thứ nhất chương 29 về sự cất của Salomon. Và chúng tôi ngay lúc đó thì mục sư mời mục sư Tuấn cầu thai cho việc sự cất của Sinh Hòa. Và sau đó rồi chúng tôi còn thông công tiếp hơn một tiếng hồ sau nữa, thì cuối cùng tôi mời mục sư Hưng, và mục sư Hưng đã cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, đó là ba vị đầy tớ Chúa trong phòng cầu nguyện: một mục sư Quốc, hai mục sư Tuấn, ba mục sư Bộ, mục sư Hưng đã cầu nguyện trực tiếp cho chúng tôi. Và đây là cái kết quả mà tôi xin thông tin với quý vị thế này. Có lẽ ở trong phòng chúng ta chưa ai được nghe chi tiết, nhưng mà trưa này thì quý vị biết tôi với mục sư Quốc rất là gần gũi với nhau, cho nên trưa tôi có tâm tình với ông. Và bây giờ tôi cũng xin công khai luôn, tôi nói như vậy chắc là cả thế giới cũng nghe luôn. Đến chiều vào lúc 3 giờ chiều của ngày 17, tất nhiên buổi chiều thứ năm, buổi chiều nay từ thứ bảy của Việt Nam, thì có một người bạn tôi ở trên Sài Gòn họ lên và họ nói là tiếp tục xây cất chứ không để như thế này được. Vì bây giờ tôi thấy đầy tớ Chúa một sư Thảo cũng phải gần như là màn trời chiếu đất rồi, phòng nhóm rồi chỗ ở hết sức là chật chội, mà nó khó khăn bao nhiêu tháng đây rồi, mưa gió phủ phàng đủ điều đó chuyện. Chúa cảm động ông, nói là bây giờ ông sẽ giúp. Cảm ơn Chúa thì ông không có số tiền thì không khổng lồ đâu, nhưng mà cậy ơn Chúa thì có thể khởi công. Nhưng mà đối với chúng tôi hiện nay tôi cho là lớn, đó là 90 triệu, quý vị à, 90 triệu đồng tiền Việt Nam. Người bạn này hứa rằng nếu tôi khởi động đổ gạch kêu công thợ làm thì ông sẽ giúp cho 90 triệu nữa. Mẹ. Tôi thấy đây là một điều quá lớn và khó. Việc của mỗi chúng ta, chính mình tôi cũng chưa từng thấy được nữa. Trước khi mà dân hiến, khi mà cho nhà Chúa, công việc nhà Chúa, cái chuyện vài chục ngàn, vài trăm ngàn, một vài triệu là tôi thấy cũng cả một vấn đề rồi. Mà hàng trăm triệu mà mình với họ chả có bà con ruột thịt, cũng không có sinh hoạt nhóm chung hội thánh gần gũi gì. Nhưng mà khi lên thấy công việc nhà Chúa thì họ sẵn lòng và sẵn sàng là sẽ giúp 90 triệu tiền Việt Nam nữa. Và ông nói rằng bây giờ chúng ta làm phần cứng thôi, còn phần mềm để đó, làm cái khung đó, để làm sao cho kịp cái Giáng sinh này nè, để nó có một cái nơi nhóm thờ phượng Chúa. Có thể là chưa lập mà chưa làm la phong, có thể là cái nền cũng không cần phải tráng, phải làm gạch gì hết, kể cả cái vách cũng không cần thiết, nó cứ xây lên để đó cũng được. Và nhớ là làm cái hệ thống toilet cho tốt. Rồi sẽ mời các đầy tớ của Chúa trong giáo hội, trong ban điều hành, trong phòng cầu khu vực này khác về, gọi là khánh thành nội bộ. Thì lúc đó là các đầy tớ Chúa sẽ có những người bạn và có những người thân đến để sẽ ủng hộ tiếp. Thì tôi thấy đây là một cái điều, nếu mà ai nói là nó hơi nhạy cảm, không cần phải phổ biến rộng rãi, thì tôi thấy cũng không cần thiết. Chỉ có những cái chuyện kín đáo, nhưng mà Chúa thì cho tạo tỏ tường lên nữa. Chứ hơn nữa trong một tuần lễ vừa qua, đặc biệt là từ cái ngày mà chính thức gia nhập hay là trở thành thành viên chính thức của phòng cầu nguyện toàn cầu, thì tôi thấy rằng Chúa đã làm một cái việc hết sức là kỳ diệu. Cái điều mà coi như là không
ấn tượng được. Dạ, nên đó là được. Amen. Dạ. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Thảo. Dạ, dạ. Dạ. Như quý vị biết, ở một sự thảo là cái có cái công trình xây dựng cái nhà Chúa, thì trước đây cũng có lỡ dở do cái người họ giúp kinh phí đó thì không có đạt, cho nên nó còn lỡ dở. Và khi sau khi anh em mình cầu nguyện đó, tôi sau khi mở cái phòng cầu nguyện ở tại chỗ một sự thảo đó, thì anh em trong ban điều hành cũng ra đó để cầu nguyện. Và sau đó thì như mục sư Thảo làm chứng là những cái anh em mục sư Hưng rồi mục sư Tuấn cũng gặp nhau trên phòng cầu nguyện, thì bắt đầu Chúa bắt đầu hành động, và ông đã nhận được một cái gói thứ hai để tiếp tục xây lên một cái phần để có ổn định cho cái phòng nhóm. Cho nên chúng ta ngợi khen Chúa, đây là cái quyền năng của Chúa. Yeah, để là Chúa làm những cái điều như vậy, thì đó là những cái việc mà Chúa làm. Dĩ nhiên là cái thời điểm, nhưng mà chúng ta cũng biết là có cái sự hiệp thông của nhiều anh em trong phòng công nguyện của mình, chứ không nếu không mình tặng mỗi người cái ý để mình cầu nguyện đó, thì nó cũng khó để mà lấy động cái cánh tay quyền năng của Chúa. Nhưng mà khi mình hiệp lại với nhau thì Chúa sẽ hành động nhanh. Tạ ơn Chúa. Bây giờ chúng ta tiếp tục, quý vị tiếp tục. Alo, nghe được không, mục sư Quốc? À, nghe được thầy, nghe tốt. Dạ. Dạ, phải làm chứng một chút cho học niên. Nó đang chờ bên đó. Dạ. Cảm ơn Chúa. Okay. Không được làm chứng rồi, có vẻ hơi thiệt thòi nên là phải qua lại. Amen, cảm ơn Chúa. Chưa thấy chim hót rồi mục sư, à thầy luôn. Chim hót. Ok, vì lo bên phòng thanh niên nên là ngày thứ bảy là bên đó là có chương trình đố kinh thánh, sau đó là tôn vinh Chúa, nên là không có nhiều. Yeah. Amen. Nhanh thôi để qua bên phòng thanh niên bây giờ. Và cảm ơn Chúa, thì trong mấy cái tuần qua thì Chúa cũng cho đi làm chứng dạy kinh thánh, rồi cũng một số người đưa được một số người về với Chúa. Nhưng mà với trong tuần vừa rồi thôi, thì ngày thứ hai vừa rồi thì Chúa cũng cho đi đến một gia đình, hai mẹ con. Thì bà cụ năm nay cũng là 99 tuổi rồi, còn con gái thì năm nay 50. Thì cũng đến đó ngồi nói chuyện làm chứng về Chúa hai bà mẹ con. Thì cô thì tiếp nhận Chúa, cô và mẹ hai mẹ con cũng bằng lòng tiếp nhận Chúa, và có nói là ngày mai sẽ đi nhóm lại cùng hội thánh Chúa. Đó là điều đầu tiên, cảm ơn Chúa. Điều thứ hai đó là vừa rồi thì cũng do một số vấn đề nó hơi quá tải nên là nó bị cơ thể nó hơi mệt mỏi, nó đau đầu, mệt mỏi. Đúng rồi. Giờ anh chị em trên phòng cầu nguyện cũng dâng lên, đưa nhu cầu lên cho anh chị em cầu nguyện, rồi anh chị em hiệp ý cầu nguyện, hiệp lòng cầu nguyện, và đến bây giờ thì Chúa đã chữa hoàn rồi, trong thân thể thì được khỏe lại bình thường. Và hôm qua thì khàn tiếng một chút nhưng mà Chúa cũng chữa lành, và hôm nay nói thì là có vẻ quý vị nghe chắc là đã trong hơn rồi đúng không ạ? Đấy là điều cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa đã chữa lành cho mọi mệt mỏi trong thân thể, và chữa lành cho cái giọng nói, cho cái việc đau rát cổ họng đó. Tạ ơn Chúa. Cả là mọi sự đều được tốt lành. Amen. Cảm ơn Chúa. Ngắn gọn. Xin chào các mục sư và anh chị em ạ. Vâng, cảm ơn Chúa thầy luôn. Cảm ơn Chúa. Một người trẻ rất là năng nổ. Cho nên cái thời gian này thì Chúa cũng giao nhiều việc, cho nên cái áp lực về công việc, cho nên sức khỏe cũng có vấn đề. Nhưng mà thầy nói là mình đã hiệp lại cầu nguyện, bây giờ thầy phục hồi lại hoàn toàn. Tạ ơn Chúa. Bây giờ thì anh em cũng muốn nghe cái lời chứng của Kiều Diễm ở tại Campuchia. Amen. Kiều Diễm, một người nữ được Chúa kêu gọi từ Việt Nam qua Campuchia để hầu việc Chúa. Đây là cũng cái điều rất là khích lệ. Tuổi trẻ nhưng mà cũng dám bước đi. Và tôi cũng đã qua đó một vài lần công tác đó, thì lần gần đây nhất thì Kiều Diễm cũng rất là sốt sắng để hỗ trợ cho cái đoàn Việt Nam, từ phương tiện cho đến những cái vấn đề này khác. Và em rất là dễ gần gũi, vui vẻ, hòa nhã. Và bây giờ thì xin mời Kiều Diễm có thể nói sơ qua cái mục vụ của em ở bên chỗ Campuchia để cho anh em biết để cầu thay.
Dạ. À, con xin chào ông bà mục sư cùng toàn thể con tới Chúa ạ. Vâng. Dạ. À, con tên là Kiều Diễm. À, quê thì ở Biên Hòa, Đồng Nai, ở tại Việt Nam, nhưng mà qua Campuchia hầu được Chúa được 2 năm. Thì hồi trưa nay có nói chuyện với lại bà mục sư Huyền, bà mục sư Phạm Bắc Toàn, thì bà mục sư mời vào phòng cầu nguyện. Thế nên chiều hôm nay thì con thử vô như thế nào. Thì thấy được tinh thần của mọi người cầu nguyện và có chương trình rất là tốt, thấy rất là được khích lệ. Vâng. Dạ. Dạ. Thì con xin làm chứng lại đôi nét. À, thì thật ra đó thì là con là một người hầu việc Chúa ở tại Việt Nam. Bên CMA cũng là một truyền đạo, nhưng mà có vài vấn đề thì con qua Cam, nhưng mà thật sự á thì tâm tình á thì muốn hầu việc Chúa, nhưng hồi lúc trước 18 tuổi thì cũng có nghe được tiếng gọi là bên Cam, nhưng mà lúc mà năm 2014 qua Campuchia thì không phải đi theo cái hướng là ồ qua Campuchia để hầu việc Chúa, để chạy trốn thôi, để chạy trốn vì một vài lý do cá nhân về gia đình á, cho nên con với lại con gái của con qua bên Campuchia. Thì một thời gian sau á, thì khoảng một năm sau thì Chúa vực con dậy, con đứng lên. Chứ thật sự thì những cái năm trước con rất là tổn thương, đau khổ lắm, nói chung là bế tắc rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa đem đến cái mục vụ này để chữa lành những cái sự tổn thương cho con rất là nhiều. Thì hiện nay con đang làm công tác đó là dạy học cho những em bé, những trẻ em người Việt Nam tại Campuchia dạy học. Và con thì gồm 7 bạn nữa cũng làm công tác dạy học. Quê thì cách của các bạn từ Lâm Đồng rất là nhiều. Thì mỗi người phụ trách mỗi một môn học tiếng Việt, toán. Thì riêng con thì con dạy về bộ môn là Kinh Thánh, dạy đạo cho các em và lo về công việc hội thánh. Chiều thì con đi làm chứng, đi truyền giáo cho những cái người lớn, những phụ huynh của trẻ em. Thì tình hình ở Campuchia, những người Việt Nam sống rất là tội nghiệp, bởi vì họ không có giấy tờ gì hết. Họ sống không có giấy tờ thì họ không có đất đai, cho nên họ sống ở dưới bè. Và cái công việc của họ đó là làm cá, họ làm cá hoặc là họ đi qua chỗ người ta, họ ấy cá ra để làm khô, họ bán và họ kiếm tiền, họ sống như vậy đó, rất là vất vả, cuộc sống rất là cực khổ. Bởi vì người Campuchia đó thì họ rất ghét người Việt Nam, cho nên nếu mà họ mà tháng năm sau đó là có bầu cử, cho nên nếu mà ông vua đó mà ông lên đó, thì họ sẽ đuổi hết người Việt Nam về luôn. Cho nên mọi người nhớ và cầu nguyện thật nhiều cho người Việt Nam mà tại Campuchia. Và ở đây rất là khó tin nhận Chúa. Nếu mà tin nhận Chúa được thì họ cũng không đi nhóm đâu, bởi vì cái cuộc sống của họ rất là khó khăn. Chủ nhật họ phải lo làm ăn, họ phải đi ra chợ, họ buôn bán cá, họ không thể đi nhóm được. Thế nên cái công việc của con là một tuần con đi thăm viếng, con đến và dạy đạo cho họ, chỉ còn cách đó thôi. Và con có tâm tình với lo cho thiếu nhi. Thiếu nhi của con thì từ lớp mẫu giáo 3 tuổi cho đến 18 tuổi, chia thành 6 lớp như vậy đó. Thì khi mà con gieo cho các em á, tuy rằng các em về nhà thì cha mẹ hay rủ đi chùa lắm, nhưng mà các em nhớ, các em nói là thôi, ở trong trường á, là Chúa nói là không có được đi chùa đâu, cho nên ba mẹ cứ đi. Cho nên con thấy rằng khi mà gieo cho các em á, các em giống như một cái tờ giấy trắng vậy đó. Thì khi mình gieo vào cho các em thì các em rất là nhớ. Và mình không biết là sau này các em có như thế nào, nhưng mà khi mà cái trường của tụi con á, là một vụ CGC mở ra được khoảng 5 năm rồi, nhưng mà càng ngày thì thấy các em càng lớn hơn dần, lớn hơn rất là nhiều. Có những em đi học, nhưng mà hiện nay có 2 em là giúp cho tụi con công tác hầu việc Chúa, đó là Lan Anh và Cẩm Nhung. Thì 2 em này á thì là người Việt Nam ở Campuchia này luôn. Còn riêng với tụi con á, là những người tình nguyện viên Việt Nam là tụi con phải đi. Thế nên mọi người cầu nguyện đứng vững trong Chúa và tiếp tục để giúp đỡ cho cái công tác người Việt Nam ở bên đây ạ. Cầu nguyện nhiều cho tụi con, bởi vì tụi con cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Tại vì người trẻ với nhau thôi, ở chỗ của tụi con không có mục sư. Không có mục sư, không có lớp học gì luôn, cho nên tụi con chia sẻ với nhau, sáng chủ nhật thì nhóm lại với nhau như vậy đó. Cho nên mọi người nhớ và cầu nguyện cho chức vụ của tụi con ở bên đây. Amen. Amen, cảm ơn Chúa.
Như vậy thì kêu diệm đi là cái Chúa kêu gọi đi vậy thôi, chứ không phải cái hội thánh sai phái, phải không? Dạ đúng rồi, ở bên CMA thì không có chương trình cho giáo sĩ đâu. Ở miền Bắc thì mới đây có thôi, nhưng mà bên CMA mình không có. Ngày xưa trước 30, trước năm 1975 thì có, còn sau này không có. Thì 7 người tụi con đi là hoàn toàn là tự phát đi thôi ạ. Chứ không có do một tổ chức nào sai phái hết. Dạ. Tạ ơn Chúa. Dạ. Tạ ơn Chúa, vậy là quá quá tuyệt vời. Mình này cũng các bạn cũng can đảm, thanh niên cũng can đảm được đi, cho nên Chúa cũng ban phước phải không? À, tôi xin phép cực khổ này nha. Khó khăn nhưng mà được rất là nhiều. Dạ. Ok. Cô Kỳ Diễm ơi, cô cho tôi hỏi thăm một câu này. Dạ, cô vừa nói là của bên CM, tức như là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam, không có cái chương trình truyền giáo ở bên Campuchia phải không ạ? Gửi giáo sĩ. Không có sai phái. Không có sai phái giáo sĩ. Dạ, vậy cái trường hợp mà vừa rồi tôi cần thấy Thiên Phước, một số bên vật liệu bên chỗ bán hoa của Thiên Ân với Xuân Hòa đó, có cộng tác với nhau được không vậy cô? Cô có thấy họ cộng tác không? Ừ, dạ năm ngoái thì cô mời nhóm Thiên Ân đó qua để cộng tác cho ban nhạc truyền giảng Noel. Thì cái nhóm đó là bạn của con. Thì năm nay thì con cũng mời để ngày 29-30 qua đây để truyền giảng hả? Dạ. Cái đó là không dính líu về tổ chức mặt truyền giáo của giáo hội Dạ không, chỉ là quen biết đi qua để đánh lạc thôi, chứ không có liên quan đến tổ chức. Dạ, CMA hoàn toàn không có đưa người. Nếu mà đúng rồi, có đúng thể rồi. Thời gian sắp tới là đưa. Nhưng mà vậy nếu mà đưa thì chỉ đưa Thiên Ân không cũng là đi tình nguyện không cô Diễm hả? Vậy là ban ca nhạc của Thiên Ân cũng đi tình nguyện thôi phải không ạ? Ok, đi cho tự phạt thôi. Vâng. Quỳnh Thiên Ân đó, nó là cháu gọi tôi bằng bác đó. Nên cái đoàn đó tôi cũng gần tuổi tôi lắm. Nếu mà CMA sau này có đưa thì cũng đưa những ông mục sư đi thôi, chứ con gái cũng khó đi lắm. Hoặc là người đó phải có gia đình thì mới đưa đi. Dạ. Chứ mình là con gái mình. Dạ. Trung Tính đó, Quỳnh Văn Trung Tính, cô mua dùm cho hai cái bê-rê đó, nhớ không? Dạ. Trung Tính là con trai của tôi đó. Dạ dạ con biết à. Nhớ chưa? Mình đi ăn tối chung với nhau, có một sư Quốc, một sư Hiếu rồi đó. Mình đem buffet hải sản nha, một sư Hiếu rồi đó, nhớ chưa? Bữa sau mời cô nhớ. Dạ. Tạ ơn Chúa. Như vậy mình nhớ để mình cầu nguyện cho cái chức vụ của Kiều Diễm ở bên đây. Cô à, đem... Diễm không có cô đơn đâu mà. Khi nào có thời gian thì cứ vào phòng này á, là có đại gia đình ở trong đây. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ có phong cầu nguyện rồi, là cầu nguyện cho một vụ của con không có ngại gì đó, Chúa sẽ đi cùng, ok? Dạ, con cảm ơn sư. Nhiều lúc bị áp lực quá, bị cô đơn, bị buồn nữa. Dạ. Giờ hết cô đơn rồi nha, giờ hết buồn rồi nha. Có nãy giờ trong tuần có áp lực á, bỏ vô bị một rồi. Tới chừng nào có thời gian đây, gửi trên đây. Ô, tạ ơn Chúa. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, quý vị, tiếp tục chương trình làm chứng. Thấy rất là được khích lệ. Có chương dài quá, một siêu quắc được 7 rồi đó, 7 cái. Dạ, một siêu thảo ơi, cái lời làm chứng nó không có dị dạng gì trong cái câu thai hết. Tức là cái phần làm chứng là cứ làm chứng, còn cái câu thai mình nêu năng cái vấn đề câu thai. Dạ, chưa nêu năng đề ông xã hoài, ông sư Thảo đang lo đó. Đúng rồi. Mình làm chứng xong rồi, bắt đầu lúc đó mình mới đưa nhu cầu lên ông sư. Dạ, dạ. Tôi xin làm chứng ạ. Dạ, mời một số báo. Dạ, cảm ơn Chúa vì nãy nghe chị Tư Điền ở U Minh đó, chị làm chứng á. Thì điều này cũng khích lệ cho phòng cầu nguyện toàn cầu. Bởi vì cái thời điểm tin Chúa rồi sau đó rồi anh em lui đi đó. Là không có nhóm lại, không có yêu mến Chúa như thời ban đầu đó, thì bắt đầu tôi cũng kích lệ anh em là cứ mỗi đêm hãy thiết lập cái sự cầu nguyện. Thì dù ít người, hai người, ba người, cứ cầu nguyện, giữ cái sự cầu nguyện đó và cứ đi ra làm chứng, có hai điều đó thôi. Thì thấy rằng ngày hôm nay Chúa ngài phục hưng lại cái điểm nhóm ở nơi đó. Và một điều nữa, chị Tư có thể làm chứng mà chắc là anh em không hiểu rõ. Chị nói rằng người ta đưa người đến giải cứu. Thật sự là khi họ nghe về Chúa quyền năng chữa lành bệnh đó,
thì những người có nhu cầu bệnh á, thì bác sĩ ví dụ như là họ cũng đến khám bác sĩ, rồi sau đó có một số thì có điều kiện khám để chữa, hoặc là có một số thì chữa mà không hết, rồi có một số thì không có tiền, thì khi họ nghe về Chúa như thế đó mà rồi họ đến, rồi khi họ đến đó thì anh em gọi là nói là đến giải cứu, tại vì mấy anh em ở đây thì người bình dân cho nên dùng từ đó, nhưng mà thật sự ra đến thì cầu nguyện cho những người bệnh. Nhưng mà đang khi cầu nguyện thì trong cái người bệnh đó, nó có tài lên, nó biểu lộ lên. Và khi mà quỷ nó biểu lộ lên rồi đó thì anh em mới giải cứu. Chứ không phải là đem đến là giải cứu liền, không phải. Cho nên đang khi cầu nguyện thì bắt đầu tài lên nó biểu lộ lên. Thì nói rõ cho tôi tới Chúa nghe. Và điều một điều nữa đó là cảm ơn Chúa, ngày hôm nay thì ở đây chúng tôi cũng có Bùi Linh cho nhân sự. Thì cũng chị Tư rồi cũng lên đây Bùi Linh đó buổi sáng. Nên nó vậy là tất cả các trưởng nhóm, phó nhóm phải tập trung về hội thánh để mà bồi linh. Thì bồi linh tới 1 giờ thì kết thúc. Thì sau đó anh em về thì anh em dẫn chăm sóc hoặc là dẫn đi làm chứng. Thì ngày hôm nay thì cảm Chúa có 3 chỗ dạy cho các em thiếu nhi. Tại vì chuẩn bị Giáng sinh thì ở nơi đây, nếu mà tập các em Giáng sinh thiếu nhi lại là trên 100 ngoài em luôn. Thì giờ đi dạy cho các điểm nhóm, mỗi điểm cũng cỡ 10 mấy em gì đó, có điểm gần 20, thì để dạy để mà cùng một bài hát để mà tới ngày Giáng sinh hát cùng một ca đoàn như đó cho các em. Thì đang kia mà có một cái chỗ ở dưới được ở Quách Phẩm Bắc ở Đầm Dơi đó, thì anh em một số thì dạy cho những người thiếu nhi, một số thì cho những người lớn học kinh thánh. Thì ngày hôm nay cảm ơn Chúa, nghe trang điểm nhóm nó cũng có 5-6 người, thì cũng giống như chị Tư vậy đó, có một cô đó cũng lại cũng cầu nguyện, cũng tin Chúa, nhưng mà khi cầu nguyện đó thì tài linh cũng biểu lộ lên, và anh em cảm ơn Chúa thì cũng giải cứu. Và khi mà giải cứu như thế đó thì cái người họ không tin đó, họ đứng nhìn đó thì họ sợ quá, họ tin luôn à, không nói gì nữa chân á. Cho nên là một điều khích lệ tôi tới Chúa là cái điều làm chức, cái điều cầu nguyện mỗi đêm mình đã cầu nguyện trong phòng cầu nguyện đó là một cái điều rất là quý, là theo ý Chúa rồi. Điều thứ hai nữa mà mình ra đi nữa thì chắc chắn là mình sẽ thấy được gặt nhiều linh hồn, và Chúa cập theo mà cái quyền năng của Thánh Linh Chúa làm việc trên cái người đi ra đó, thì mình thấy được rằng là những người dù là họ không tin nhưng mà họ thấy rõ là đây là một cái người giống như cầu nguyện bình thường được, như quỷ lên mà những cái người cầu nguyện cho họ là những người cũng bình thường luôn. Tại sao mà nhân danh Chúa mà Chúa là ai mà tại sao mà ma quỷ nó sợ, rồi khi mà giải cứu người đó thì người đó tỉnh queo rồi bệnh cũng hết luôn. Thì chính những con người nhìn thấy như thế đó có một sự bất phục. Cho nên điều này khích lệ con cái Chúa, và cảm ơn Chúa vì khắp nơi Chúa đang làm việc. Nhưng mà tôi tin rằng khi ai nấy đều mà tin cậy vào cái lời của Chúa đó là cầu nguyện rồi ra đi truyền giáo và tin vào lời của Chúa, thì chúng ta sẽ thấy rằng đồng bào chúng ta không bao lâu sẽ thuộc về Chúa và vinh hiển thuộc về Chúa. Dạ, cảm ơn mọi người nghe. Amen. Amen. Cảm ơn Mục sư Bảo. Amen. Cảm ơn Chúa. Cái máy này nó nói giật giật, không biết nãy mục sư nói mà mục sư có nghe rõ không, biết cái máy này bên đây thì nghe không rõ. Nghe rõ cô ơi. Thì có nghe. Dạ vâng. Tạ ơn Chúa. Ủa, ông Minh này ông Minh này ông ở trên không ạ? cái hệ thống mình nó có tự động, cho nên nếu mà ở trần nó tự động nó tắt. Rồi mời quý vị tiếp tục, có thấy cô Mai rồi cô Nga rồi này, mấy cô phụ nữ có điều gì làm chứng để khích lệ nam giới? À, mình khôi đâu rồi. Cô Thu đâu? Cô Thu Đam Mi đâu? Dạ, con mời cô Thu chia sẻ trước đi. Dạ, em á thì con Chúa là em nãy giờ em cũng đắn đo cũng chưa biết như thế nào, nhưng bây giờ nè các mục sư nói thì em cũng xin làm chứng một chút. Cảm ơn Chúa, thì thật sự thì các mục sư Thảo, mục sư Quốc, mục sư Càng thì cho mọi người là cũng biết em rất là nhiều, nhưng mọi người chưa biết về em. Nhưng mà em tên là Thu ở Hội Thánh Nam Mi. Thì em cũng tin Chúa mới được có hơn 3 năm thôi.
Nhưng mà cảm ơn Chúa thì em cũng cảm nhận được là từ khi mà hồi tháng 5 là đăng ký cái phòng cầu nguyện thứ 55 này á, thì em cũng được khích lệ rất là nhiều. Bởi vì là đối với em á, thì người mới tin Chúa thì cái lời của Chúa thì em cũng chưa có hiểu biết được nhiều. Và mỗi lần mà mình đi tới hội thánh để mà nghe mục sư giảng về lời Chúa thì cũng nắm bắt một phần nào thôi. Nhưng mà cảm ơn Chúa là khi có cái thầy cô Tâm Tuấn Tuyết là đã mở ra cái phòng cầu nguyện toàn cầu như thế này á, thì để cho em học hỏi được rất là nhiều. Tức là mỗi một buổi tối là mình được lên phòng như thế này, được giao lưu với mọi người và cũng được học kinh thánh. Bởi vì mỗi một buổi tối như vậy á, thì các thầy các mục sư á, thì chia sẻ về lời Chúa thì em nghe em đã hiểu biết. Nói chung không hiểu biết được nhiều lắm, nhưng mà mình cũng hiểu biết được lời của Chúa. Và em cũng được khích lệ rất là nhiều. Bởi vì là em thấy là như em á, thì là một cái người mình mới tin Chúa thôi, mà mình thấy là được giao lưu với tất cả các mục sư ở nước ngoài rồi ở trong nước. Hầu như là em nghĩ là cái cuộc đời của em mà chưa bao giờ mình nghĩ rằng là mình có thể mình được giao lưu với mọi người như vậy. Nhưng mà Chúa cho em là giờ này em đã biết được mọi người và em được ở trong Chúa và Chúa lựa chọn em. Và hôm nay thì em cũng đang tập hành hầu việc Chúa ở tại hội thánh địa phương. Thì cảm ơn Chúa là em thấy cái phòng cầu nguyện này rất là tốt, bởi vì như vậy là để cho những người chúng em nó học hỏi được rất là nhiều, được chia sẻ với các mục sư và được học lời của Chúa để chúng em hiểu biết và chúng em cũng bước theo được cái đường lối của Chúa và cũng học học được để mình hiểu biết được là mình sống ở trên thế này. Vào những cái thời gian này là thời kỳ sau tốt rồi, thì mình cần phải làm những cái gì, mình làm như thế nào để đẹp lòng Chúa Trời. Xin cảm ơn Chúa em. Amen. Xin thưa quý vị, tôi cũng nói thêm về cô Thu một xíu để quý vị thấy quyền năng của Chúa. Cô Thu cách đây 3 năm khi anh em tụi tôi đến làm chứng thì cô cũng không bị một cái bệnh rất là nặng, là bệnh tim và huyết áp cao. Tuy nhiên cô không đi Honda được, Honda ngồi sau cũng được nữa. Nhưng mà khi mà cầu nguyện tín Chúa đó thì Chúa chữa lành một cách là siêu nhiên luôn. Tuy nhiên là cô không những đi xe Honda một mình, đi xe đò mà vừa rồi trong mấy năm vừa rồi tôi cũng giới thiệu cho cô đi hội đồng ở nước ngoài bay máy bay Vivu không có sao hết. tạ ơn Chúa như vậy thì mình thấy cái quyền năng của Chúa. Từ một cái người ngồi xe Honda không có được, mà lúc đó thì giống như cái tính mạng là tính từng ngày thôi. Nhưng mà Chúa chữa lành cho nên bây giờ trong gia đình của cô đó, người chồng nói là bây giờ cô cuộc đời còn lại thì cô cứ đi hầu việc Chúa chứ không có làm gì trong nhà này cũng sao cả. Vì Chúa cứu tuyệt vời quá. Bây giờ cô là một cái người là đồng cộng sự rất đắc lực trong một sự cần ở tại Đam Mi. Chúng ta tạ ơn Chúa rất nhiều. Nghe ông xã nói vậy thấy trúng mánh rồi Thu ha. Cô ta nói như vậy thì em cũng là tính thêm một chút xíu. Thật sự thì cái sức khỏe của em thì cách đây là 10 năm em đã bị bệnh tim rồi. Bệnh tim của em thì rất là nặng, bởi vì em bị hở van 2 lá nặng và hẹp van 3 lá. Và em đã đi rất là nhiều bệnh viện rồi, và bây giờ là họ cũng kêu em là bây giờ phải mổ để thay van tim, tại van tim của em nó bị vô hóa, rồi nó bị giãn tâm nhĩ cái, rồi co thắt động mạch phải. Nói chung là lúc trước đây là em không có bước được đi tới đâu hết á, em chỉ cứ ngồi ở nhà là để là chờ chết thôi. Nhưng mà cảm ơn Chúa là khi hội thánh tới làm chứng cho em và em tin Chúa thì Chúa đã gột em đứng dậy. Và cảm ơn Chúa thì 3 năm nay thì khi em tin Chúa tới giờ thì em cũng không có phải đi bệnh viện nhiều và cũng không phải dùng thuốc nữa. Đặc biệt là khi em đi hội đồng ở Malaysia đó thì cũng được các mục sư đặt tay cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Thì từ đó tới giờ là về là em không có dùng thuốc như mọi khi nữa. Còn cách đây là hơn một năm về trước là cứ mỗi một ngày là em phải uống 3 liều thuốc, là phải đúng giờ. Nhưng mà từ khi em đi hội đồng về tới bây giờ là em bỏ thuốc luôn. Và em có đi tới bệnh viện thì bệnh viện nói là em phải mổ gấp để mà thay van tim, còn nếu không mổ là không có thể nào mà sống được, cái cơ hội sống thì nó rất là khó. Nhưng mà cảm ơn Chúa là cái quyền năng phép lạ của Chúa là Chúa đã làm trên đời sống của em. Thì bây giờ là em thấy cái sức khỏe của em thì cũng tương đối là ổn định.
nói chung là nó cũng có đôi lúc mà mình làm mà cái công việc thì mình đi tới đi lui nhiều thì nó cũng hơi mệt thôi, nhưng mà Chúa cho em là khỏe. Công việc của em bây giờ ở tại Hội Thánh thì em cũng góp phần phụ giúp với mục sư Cần ở trong công việc của Hội Thánh, thì em cũng mong muốn rằng là các mục sư, các thầy cô hãy cầu nguyện nhiều cho em nữa, bởi vì cái nguyện vọng của em là em cũng mong muốn rằng là em sống được ngày nào ở trên đất, nếu Chúa muốn em còn sống thì em sẽ hết lòng, hết linh hồn và hết tâm trí để phục vụ Đức Chúa Trời, và em cũng làm công việc Hội Thánh của Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Người khen Chúa. À, cô Thu ơi, tôi vừa có một lời rema cho cô. Chúa nói rằng là Ngài cho tôi thỏa lòng sống lâu. À, thấy sự lỗi của Chúa. Cô suy gẫm câu này nha. Ngài cho tôi thỏa lòng sống lâu và thấy sự lỗi của ta. Mà đừng nói sống ngày nào ngày đó, nói về là mình không tin cậy Chúa rồi ha. Chúa cho mình sống lâu. À, amen. Ờ, công bố thỏa lòng sống lâu hầu vì Chúa đến cùng luôn nha. À, đừng có giới hạn, đừng nói ngày nào hay ngày đó nữa, mà Chúa cho mình sống thoải mái, mình kính sợ Chúa chứ cho sợ lòng sống lâu. Amen nha. Sống lâu mà cái miệng mình được thỏa các vật ngon nữa. Amen. Cứ cảm tạ Chúa, không nên nói giới hạn Chúa. Bởi đức tin mình sẽ nhận được cái phước của Chúa. Dạ. Ôi, bây giờ thì tôi chắc là cùng kết cái giờ câu cái giờ làm chứng để qua cho mục sư Thảo này, ông điều phối qua cho cô Thu ha. Cô Thu sẽ điều phối cái thì giờ cầu thay. Thì chắc cô Thu cô cũng biết rồi đó. Bây giờ thì mình có nhiều người cho nên là có thể anh em mình nêu lên khoảng nếu như năm đề dài đó thì khoảng 3 mà ngắn thì 5. Nên mình mời một vị mục sư hay là một người nào đó mình cầu nguyện. Rồi sau đó thì có 3 đến 5 cái vấn đề tiếp tục, mời cái người khác. Để cho cái chương trình nó liên tục và có cái sự cầu thay của nhiều người. Thì tôi cũng thấy qua cái những cái lời chứng của quý vị đó thì chúng ta thấy có hai điều. Cái điều thứ nhất á, là chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi. Ngài là đấng luôn luôn làm những cái phép lạ trên đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta trông cậy vào Chúa, và tất cả những cái nan đề dù có lớn đến đâu nữa cũng không thể lớn hơn cái quyền năng của Chúa. Cho nên qua những cái điều quý vị làm chứng thấy khích lệ rất là nhiều, chúng ta tiếp tục trông cậy vào Chúa. Amen. Bây giờ thì xin chuyển lại cái điều phối cái cầu nguyện. Mục sư Thảo thì phải không, phải không sao? À, mục sư Thảo, nhưng mà hình như hồi nãy mục sư Cần còn nói chuyện để cho cô Thu cô giữ phân á, còn chuyện mục sư Thảo. Dạ, yeah, cho con làm chứng một phút được không ạ? À, bây giờ lại ra là mục sư là điều phối làm chứng, là mục sư cắt không cho có tiền làm chứng nữa. Nhưng mà bây giờ ân điển, còn thời kỳ ân điển cho thôi. Cảm ơn Chúa. Dạ, mục sư Thảo, mục sư Quốc ơi, tại vì cái máy của em có thỉnh thoảng nó hay mất sóng liên tục, mục sư à? À vậy thôi chuyển qua cái phối trí công nghệ cho mục sư Thảo. Ok. Dạ. Rồi mình cố khi nào có ổn định là cái tầng tàng ngoài nhà thờ rồi mình mời cô. Thế cô nói nghe rõ lắm hả? Mời cô Tuyết không cùng hơi trục trặc, mày cô trục trặc đó. Mời cô Tuyết làm chứng đi. Dạ, con cảm ơn Chúa vì sự chữa lành của Chúa. Mấy tháng trước con bị đau bụng rất là nhiều. Đi bác sĩ thì bác sĩ nói là có thể bị nhiễm trùng. Và con cầu nguyện với Chúa, con tin rằng Chúa là đấng chữa lành, không dám nói về hết. Và bác sĩ gia đình đã chuyển qua rất là nhiều bác sĩ chuyên môn để mà thử nghiệm, qua x-ray đủ mọi cái hết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, con vẫn tiếp tục cầu nguyện và tin rằng Chúa là đấng chữa lành, không có bị gì hết. Tại vì khi mình hầu việc Chúa thì Chúa Ngài sẽ chăm sóc đời sống của mình. Thì ngày hôm qua con đi bác sĩ cuối cùng, thì khám lần cuối cùng thì cảm ơn Chúa, không mọi cái đều tốt hết. Lạy thiên Chúa, khi mình tin cậy nơi Chúa thì Chúa Ngài làm những điều mình ao ước. Cảm ơn Chúa điều đó. Từ khi con vào cái phòng cầu nguyện toàn cầu này á, phối trí và làm nhiều công việc thì cũng thấy rất là mệt, và ngủ một ngày ngủ chừng khoảng 4-5 tiếng thôi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, lòng rất là vui. Khi mà lòng vui như vậy thì cảm thấy không có mệt mỏi và tiếp tục làm công việc Chúa, cũng cầu nguyện Chúa xin Chúa Ngài tiếp tục thêm sức, cũng như dùng những cái
thời gian còn lại ở trên đất này để hầu việc Chúa một cách kết quả. Rồi con có nhiều lắm. Amen. Amen. Bây giờ thì chính thức là chuẩn bị tinh thần cầu nguyện nha, một sư hơn nha. Dạ, bây giờ mình cầu nguyện không? Cảm tạ những năng lực này đã. Những như làm chứng cảm tạ Chúa đã. Cảm tạ những năng lực này vừa làm chứng đã, rồi mình sẽ cầu thay sau. Tại đây là điều phải biết ơn Chúa và những phép lạ Chúa làm cho anh em mình đó. Hả mục sư? Amen. Dạ. Amen. Hết rồi mà. Amen. Dạ, mình phải cảm tạ Chúa rồi. Cầu thay sao ha? Dạ đúng rồi, cảm tạ cầu thay sao? Tại tôi thấy cái này là phải biết ơn Chúa ấy, như Chúa làm cho anh em mình đó. Dạ, chúng ta biết nghe. Dạ. Tôi thấy mặt cảm. Dạ có ghi đầy đủ hết rồi. Dạ ghi đầy đủ hết rồi. Dạ. Đây 9 bài làm chứng lần đó nha. Dạ, 9 người đầy đủ hết đây hết. Dạ. Kính mời mục sư, chúng ta hiệp ý với nhau. Dạ. Xin chia phép chúng ta hiệp ý mình cầu nguyện nha. Ô lạy Chúa chúng con, cảm ơn Ngài. Chúa ơi, chúng con chúc tán Ngài. Cha yêu thương được bình hiện của chúng con. Ngài có một đức tốt lành cho phần nguyện của chúng con. Cho bao nhiêu lời chứng tốt lành, bao sự gắn kết, bao nhiêu được khích lệ, bao nhiêu lời sống được lớn lên, được đổi mới và được chữa lành. Chúa trong phần nguyện trong những ngày qua, trong ngày hôm nay. Thì Chúa Ngài luôn làm mới lại lên chúng con vui mừng cảm ơn Ngài. Ô trong danh Giê-xu con chúc phước cho sự vinh hiển ngập tràn cho chúng con nhiều hơn nữa. Ngài Chúa Ngài gia tăng phép lạ hơn nữa. Trên chúng con hãy làm, hãy khiến sống kẻ chết làm sạch kẻ phun nghe Chúa. Rồi chúng con đi đâu làm gì chúng con cũng trong phòng nguyện sự cầu thay chúng con cắt cái nặng nhau chữa lành cho nhiều người hơn nữa. Con cảm ơn Ngài, con cảm ơn Chúa vì làm cho một sư bồ đã lành đôi mắt. Cảm ơn Chúa ở cùng tôi tới sức giàu đàn ông ở được kinh nghiệm phép lạ của mày bước đi và qua đời sống của ông mà nhiều người biết về Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa và phước cho cô dự là được ơn trong giải cứu anh em trong Matilda cũng chữa lành cho cô. Xin Chúa tiếp tục ban phước cho cô người nữ tại Đức này. Chúa ơi họ là xông xáo khắp mọi nơi trọng mà trọng thứ lúc nào cũng có mặt nước sốt trắng nhiệt thành. Xin Chúa ở cùng mà ban ơn mà thêm ơn năng quyền cho anh em chúng con. Cảm ơn Chúa, xin đồng công với chị em con nhiều hơn nữa. Con cảm ơn sức giàu cho thầy Hữu chồng cô dự nữa rồi con chương trình âm nhạc của hai vợ chồng con có hầu việc Ngài truyền giáo khắp nơi. Con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa phòng nguyện 58 của chị Tư Điền khích lệ với những người này đơn sơ chưa ở vùng U Minh Hạ này. Chúa đồng con đến con vùng Cà Mau chưa ơi nơi vùng quê sông nước thầy dạy tạo lên để quyền được tâm tối và anh con nhiều người đơn sơ chân giấc nguyện ngày thương xót Chúa. Cảm ơn Chúa đã dùng đời sống một sư bảo đã ghi giữ phát triển công việc này ở đây ở cùng anh em chứ con này ban phước cho sức khỏe của cô Điền của thánh của cô những nhu cầu những năng đề được tốt lành nghe Chúa. Mỗi buổi họ phượng muốn nhóm được ơn trong ban ngày đặc biệt ơn các chính quyền họ cảm thông họ cho phép được thờ phượng tự do không chống không có sự bắt bớ nào nữa. Con cảm ơn Ngài, con cảm ơn Chúa vì một sự đến này đã chữa lành con gái của ông cho những nhu cầu gia đình của ông vợ ông và đặc biệt là ban phước cho gái ông ngay chưa đang học hành đang những bước tiến trong tương lai tốt lành nguyện ở cùng được tới tớ của Chúa. Cảm ơn Chúa vì phần nguyện đã được kiện toàn và có một sự đến một sự rát một sự tuấn và có phước là nhiều người thân thương chúng con trở vào. Xin Chúa hiện diện em chưa có khích lệ họ không ngã lòng nữa mà có được tốt hơn cho chúng con. Lạy Chúa rồi nhưng con tiếp tục bước đi trong trận tuyến này để mở mang công việc của Ngài cầu thay cho nhau. Cảm ơn Chúa, con chúc phước cho cảm ơn Chúa một sự thảo vừa qua có sự tâm tình việc xây móng và nhu cầu tài trợ Ngài đã tiếp tục rất lạ lùng. Ôi cảm ơn Ngài đã tốt lành cho nên chúng con tư tớ của Ngài nguyện Ngài ban ơn cho phần còn lại ngay Chúa. Chúng con cần một số tiền khá lớn nữa chưa sau số tiền này để xây dựng hoàn thành công trình này để rồi ông có nơi tập vượng huấn luyện giáo dục tiếp khách và mọi điều tốt lành khác cho thế hệ mai sau nữa. Con cảm ơn Ngài ở cùng ông bà một sự sức khỏe hoàn của ông và những năng đề những gì ưu tư Ngài làm ơn cái dư dật. Con cảm ơn Ngài, con chúc phúc cho thầy luôn. Cảm ơn Chúa dành trình bình tập cơ tớ của Ngài. Chúa xin Chúa được đồng công trong công việc truyền giáo mỗi ngày ông đã làm được ơn hơn nhiều nữa. Cảm ơn Chúa tiếp hậu hiện diện thầy luôn công việc công tác đặc biệt tại Phú Thọ chăm sóc bài chi của Ngài sức giàu lên thầy cô gia đình rồi được hồi thánh được phước của Ngài. Cảm ơn Chúa, cô công việc đặc biệt cho Diễm. Chúa ơi, cảm ơn Ngài đưa cô Diễm qua bên Campuchia. Chúa ơi xin hiện diện với những người giáo viên 7 người này đồng lao này. Chúa ơi cùng rồi ban ơn cho được ơn cho mặt dân Campuchia người Việt Nam đang sống vất vưởng khổ sở này. Chúa ơi xin ban ơn và ban ơn cho những mục vụ truyền giáo của chị em chúng con nghe Chúa việc dạy học và những việc giảng dạy. Chúa xin hiện diện cô Lan Anh Cẩm Nhung những người bạn thân cận cộng này. Chúa xin đồng công binh lực ở cùng nâng đỡ để chị em con không còn cô đơn cho vào với chúng con thăm con của nhau thật khích lệ cho nhau. Cảm ơn Chúa, con chúc phúc cho mục sư Lý Hoài Bảo những gì ông đang làm. Cảm ơn Ngài hành động trong buổi linh sắp tới của hội thánh của mục sư. Cảm ơn Chúa, chúc phúc cho cô Thu ở Đa Mi hội thánh Đa Mi. Cảm ơn Chúa phòng thuận tổng cộng số 155 này ở cùng anh em chúng con. Cảm ơn Chúa Ngài làm phép lạ chữa lành tiếp tục làm ơn đến ngàn đời cho con cái của người hầu việc Ngài. Chúa ơi con chúc phước cho sức khỏe của cô hoàn toàn phục hồi, cô sẽ sống lâu thỏa lòng sống lâu và hầu việc Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa Ngài chữa lành cho cô Tuyết
bệnh đau bụng này, cái đồng công của tôi tốt của Chúa anh chị chúng con tiếp ơn, cảm thấy ơn trong đời sống tâm tình tâm linh và cảm thấy cảm tạ Chúa vì mỗi ngày ngày đã làm việc tốt lành cho học viện chúng con, kiện toàn hơn, đưa những người tầm có tiềm năng, có khai phục, có tầm vóc, có sự trí thức, có sự kính sợ Ngài vào học công việc lớn trụ để hầu việc Ngài, có chúc phước cho điều này tốt lành cả luôn Ngài. Một lần nữa con biết ơn Chúa vì ơn là đã làm chúng con, sẽ làm, Ngài đang làm, tiếp tục là ơn cho chúng con, con cảm ơn Cha, con ngợi khen Chúa với lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Hưng rất là nhiều. Dạ, cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy lên bây giờ. Vậy là mục sư Hưng cầu thai luôn cho cô Tuyết ở bên Mỹ vừa đưa ra cái nan đề đó phải không? Dạ. Dạ. Là vừa làm chứng, vừa làm chứng, vừa cầu. Vừa làm chứng lại đó, làm chứng mới cảm tạ Chúa về Chúa chữa lành đó. Mẹ phải cảm tạ Chúa điều đó, điều tốt lắm. Dạ, giống quá. Mục sư Hiếu phải không? Mấy dạ. Ngày cài dữ lắm rồi. Dạ. Bác Vĩnh. Đâu Mục sư Hiếu. Chút nữa bác Vĩnh này không nghe Mục sư Hiếu à. Dạ. Dạ. Để chương trình xong rồi, ok rồi. Bây giờ thư giãn được rồi. Chào Mục sư Hiếu nha. Mục sư Thảo tiếp phối Mục sư Thảo. Dạ. Dạ. À, như thống nhất chung là bây giờ tới cái phần mà chúng ta có những nhu cầu nan đề, có những cái điều mà chúng ta phối kiểm lại trong tuần qua Chúa chưa trả lời thì chúng ta cũng có thể đưa ra để mà cầu nguyện, hoặc là bây giờ và cái hướng sắp tới chúng ta có những nhu cầu nan đề nào thì chúng ta cứ mạnh mẽ mạnh dạn đưa ra và chúng ta sẽ lần lượt mời các thầy tới Chúa, anh em chị em để cầu thay cho. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Bây giờ tôi trân trọng kính mời mục sư Hiếu sẽ ghi những cái nan đề của mỗi chúng ta, ai có thì đưa ra, mục sư Hiếu sẽ ghi và chắc chắn là mục sư Hiếu sẽ cầu thay cho những cái nan đề đó. Xin mời mọi người chúng ta cứ tranh thủ. Bây giờ thì là 9 giờ khoảng hơn 9 giờ 15 giờ Việt Nam. Dạ, chú ban phước cho cô Phượng. Dạ. Mục sư Hiếu ơi, cho ghi một nan đề, hai nan đề đặc biệt mục sư Hiếu. Dạ, đó là mục sư. Dạ. Thứ nhất là cái vấn đề truyền giảng Giáng sinh sắp tới á. Thì năm nay như mọi năm chúng tôi sẽ truyền giảng và phân phối quả bánh cho tại chỗ là khoảng 700 em và khắp các buôn làng xa xôi vùng sâu mình thì khả năng là 1.000 phần quà đó mục sư. Mình sẽ có một cái đội ngũ thanh niên đến tận vùng sâu mà không điều kiện đi nhóm được đó, mình chia sẻ các em quả bánh đó. Cho chú cho 1.000 phần quà và một phần quà $1 thôi, không có nhiều đâu, $1 $20,000 thôi, vừa bánh vừa kẹo vừa gói ghém trong vùng sâu đó. Rồi thứ nhất, thứ hai là cái giờ cái vùng Gia Lai đang bị sông nước bị bão lụt hư cây mì cây lúa đó, anh em cũng tôi vừa rồi có vận động xin được mua được ít áo quần áo lấm áo lạnh gửi về mấy bao cho anh em rồi, mà anh em cũng cần giúp đỡ gạo trong hoàn cảnh hiện tại đó. Buổi tối ăn lá mì rất là tội nghiệp, ăn uống lá cây rồi không có gạo ăn thấy tội lắm. Chú cho họ có ít gạo ăn trong vài tháng đầu á mục sư. Dạ, mục sư cầu nguyện cho hai nan đề này ạ. Dạ, cảm ơn mục sư ạ. Tôi xin nhờ mục sư Hiếu cầu thai trực tiếp ở đây cũng như qua cái quý đệ tử Chúa cầu thai trong những cái thời giờ khác. Là chúng tôi làm chứng hồi nãy đó, người bạn thì hứa như vậy, nhưng mà tôi phải có ngay khoảng 50 triệu tiền mặt liền. Tôi đi mượn, đi vay ở đâu không biết trong tuần tới này để trả cho vật liệu. Và khi trả vật liệu rồi thì vật liệu tiếp tục đổ ra thì mới đầu khởi công. Và khi bắt đầu xây lên được những cây cột hay là những cái vách rồi đó thì cái người bạn đó về sẽ đưa số tiền và sẽ trả lại. Cho nên là muốn tuần tới đây tôi phải chạy để mượn hoặc vay nóng lạnh gì đó, phải có số tiền đó thì công việc tái xây dựng mới bắt đầu khởi công được. Dạ, cảm ơn mục sư. Dạ, cảm ơn. Mục sư Hưng ơi. Mục sư Hưng. Mục sư Hưng mới đi ra ngoài sao rồi mục sư? Mục sư Hiếu chứ, mục sư Hiếu ghi hả? Dạ, dạ mục sư Hiếu. Mục sư Hiếu. Mục sư ơi, mình cái chương trình phụ nữ của mình đó, 2123. Dạ.
chương trình phụ nữ của cái ban đồng công mình. Cái thứ hai là 2425 thì chương trình hội đồng. Hello, mục sư Hiếu ngang ạ. Cho nên mục sư tiếp tục công hiến cho hai chương trình đó, hai chương trình cũng lớn á. Cho nên là mình cũng cảm ơn Chúa để Chúa bảo vệ, gìn giữ tất cả mọi thứ an toàn về hệ thống. Amen. Bác Vĩnh ơi, bác Vĩnh nói lại đi ạ. Bác Vĩnh nói đi bác Vĩnh. Hiệp ơi. Bác Vĩnh ơi, bác Vĩnh nói lớn lên bác Vĩnh này. Alo. Bác Vĩnh có nhu cầu cầu nguyện gì về vấn đề gì? Cầu nguyện cho tôi hai nhân đề, một là Nguyễn Ngọc An ở bên thành phố tháng 10 Nga ấy, mục sư. Dạ vâng. Giờ chú vẫn cấp cho chữa lành cho Ngọc An là bị viêm viêm xoang ấy, mục sư. Dạ vâng. Dương ngang ạ. Dạ vâng, tôi nghe đây bác Vĩnh này. Nguyễn Ngọc An ở bên bên thành phố tháng 10. Viêm xoang mục sư. Dạ. Nguyễn Ngọc An ở thành phố tháng 10 Nga mục sư. Có ghi được rồi đó bác Bỉnh ạ. Dạ. Như vậy chắc ổn rồi đó thưa mục sư. Dạ, mời mục sư cầu nguyện được rồi. Dạ. Bác Bỉnh thứ hai nhu cầu nữa, còn một nhu cầu nữa. Bác dạ, Bỉnh nói nghe được. Nghe được đó bác Bỉnh, nói tiếp đi ạ. Nghe mạng nó kém quá không nghe rồi. Dạ không mà nghe mà cứ nói tiếp đi ạ. Mục sư Hiếu ơi, còn nguyện của mục sư Tình bây giờ đang không có chữa lành nha mục sư Hiếu ơi. Vâng dạ. Đúng rồi, mục sư Cần đang nằm quẹp rồi. Sư Cần ấy, mục sư Hiếu. Vâng, thay chỗ cho nhỉ. Còn nhu cầu nào nữa không bác Vĩnh ơi? Alo. Dạ tôi cũng nêu cho anh em cầu nguyện ạ. À. Dạ mời sư Bảo. Mày dạ, hôm nay mặt nó kém mà nói không được. Nghe được đấy bác Vĩnh. Bác Vĩnh nghe được đấy. Cứ nói đi mà. Bác nói có nghe được giáp định. Dạ nghe, bác Vĩnh cứ nói nghe được bác Vĩnh. Bác Vĩnh nói đây nghe được ạ. Alo. Nghe được bác ạ. Chắc bác không bác nghe. Nói đi. Chắc bác Vĩnh không nghe mình. Bác Vĩnh không nghe. Nhưng mà cái nhu cầu của bác Vĩnh á, cũng có đưa qua buổi sáng học Kinh Thánh cũng có cầu nguyện cho bác Vĩnh rồi. Không sao đâu. Alo. Còn... Dạ. Bác nói đi bác Vĩnh. Bác nói có nghe được không? Nghe được, bác nói đi. À. Bạn nói đi. Nghe được ạ. Cầu nguyện xin Chúa cầu nguyện cho Nguyễn Ngọc An ấy ở thành phố tháng 10 Nga ở trong bên Nga ấy. Dạ mục sư nghe ghi rồi ạ. Mục sư nghe ghi rồi. Năm đầy đã ghi rồi ạ. Dạ. Đây một tuần năm đầy cho tôi nữa là xin Chúa xin đây tiếp trợ cho 200 đô để chuẩn bị đi vào đại hội mục sư ở trong Sài Gòn á. Sư ngang ạ. Dạ nghe. Rồi, mục sư có ghi được rồi bác Bỉnh ạ. À. Thôi bây giờ chúng ta tạm ngưng nêu những cái nan đề và bây giờ mời mục sư Hiếu sẽ cầu thai cho những người qua. Thầy ý nha. Rồi, mục sư Bảo đợi rồi sao nha mục sư Bảo ạ. Dạ. Mình đến. Ta biết luôn đi ạ. À. Mục sư Bảo ơi. Em khác. Cầu nguyện khác. Ừ. Rồi mục sư Hiếu cầu nguyện được rồi đó. Con này dạ. Con anh em khác. Vậy rồi mục sư Bảo. Dạ. Cho tôi nói hả? Cảm ơn chưa. Cảm ơn. Không sao mục sư cứ nói đi. Dạ 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 không sao. Dạ mục sư nói. À, mà dạ cái anh em các tôi tới Chúa nhớ cầu nguyện bởi vì
buổi sáng hôm nay về vấn đề Bồi Linh ngày 17-18 đó, thì đơn đã gửi ra bên Trung ương rồi. Xin Bồi Linh thì tại vì có ông Quỳnh Quốc Khánh này là người nước ngoài đó. Dạ dạ. Mình phải gửi lên tới bộ là tại vì ở ngoài tỉnh thì đã làm việc rồi. Và gửi ra ngoài thì tóm lại thì anh em các tôi tới Chúa và ảnh thì lấy đức tin họ đã mua vé rồi. Thì ở đây chúng tôi cũng lấy đức tin, chúng tôi cũng đã đi đặt cọc cái chỗ thuê rồi. Và chúng tôi cũng đã bắt đầu gửi mail cho các hội thánh nào mà đăng ký dự đại hội đó. Thì yeah. cũng đã gửi cái chương trình mà của đăng ký. Cho nên là sau giờ này tôi cũng sẽ gửi, tôi tới nào muốn đăng ký dự đại hội thì hãy đọc rõ cái quy chế trong đó. Dạ, cho nên là các tôi tới chú nhớ cầu nguyện cho tại vì tôi tin là có thể thứ hai thứ ba này thì ở ngoài trung ương họ sẽ gọi vô trong tỉnh, thì tôi cũng làm việc với B38 của công an tỉnh ở đây với bên mặt trận công giáo, tôi cũng đã làm việc rồi với họ, thì tôi tin là tuần tới này sẽ là ở ngoài trung ương họ sẽ gọi vào trong tỉnh này, và nếu tỉnh ok nữa, giống như là nó tham mưu lại một lần nữa thì nó sẽ quyết định. Cho nên là chúng ta cầu nguyện, nhớ cầu nguyện cho điều này, để rồi Chúa mở thì Chúa tiếp tục mở để công việc của Chúa phát triển hơn. Cho nên tôi tới Chúa cầu nguyện cho điều này. Yeah. Amen. Yeah, tôi... yeah. Yeah. Cảm ơn mục sư Bảo. Dạ. Yeah. Bây giờ chúng ta hiệp ý với nhau và tôi kính mời mục sư Hiếu sẽ cầu thay những năng đề vừa qua. Xin mời tôi tới Chúa, chúng ta cùng hiệp những điều mà tấm lòng của chúng ta ao ước lên cho Chúa, và với cái sự cầu nguyện đẹp ý Chúa chắc chắn là Chúa sẽ nhậm lời. Trước hết thì xin hết thầy quý tôi tới Chúa hiệp một lòng với tôi để rồi cầu nguyện cho năng đề của mục sư Hưng. Chúng con cảm ơn Chúa, Chúa đã cho chúng con có sức khỏe, có thời gian để rồi chúng con hiệp lại với nhau ở trên phòng cầu nguyện. Dù là chúng con ở cách xa nhau, nhưng mà chúng con hiệp một ở trong Thánh Linh, hiệp một trong tình yêu thương của Chúa. Và Chúa ơi, giờ này chúng con cũng có những nan đề cho công việc Chúa, cũng như là trong thân thể của chúng con nữa. Và chúng con cũng vâng lời Chúa, chúng con trình hết thảy những điều mà nhu cầu, và chúng con tin rằng với tấm lòng khao khát vì công việc Chúa để làm với nhìn danh Chúa để đưa linh hồn tội nhân đến với Chúa, chúng con tin rằng Chúa sẽ là đấng sẽ trung cấp, chu cấp, đấng sẽ di rê cho chúng con mọi nhu cầu cần thiết. Người nhà chúng con mục sư Hưng ở tại Phú Yên có chương trình truyền giảng cho lễ Giáng sinh, và tấm lòng tôi tới Chúa ao ước là có 1.000 phần quà cho các em, các cháu thiếu nhi, vì các cháu ở xa không đến nhóm với hội thánh được, và cầu xin Chúa ban cho tài chính cũng như là nhân sự, gồm có các anh, các cháu thanh niên, để rồi tới tận nơi phát quà giáng nhân dịp Giáng sinh cho các cháu thiếu nhi ở tại Phú Yên. Chúng con xin Chúa tiếp trợ 1.000 phần quà, mỗi một phần quà cụ thể là khoảng 20.000. Rồi chúng con biết là với số tiền như vậy, 20.000 thì nó cũng không có gì là lớn quá, nhưng mà là cái tấm lòng và đem lại cái niềm vui cho các cháu thiếu nhi trong dịp mà mừng lễ Giáng sinh, cũng như là có cơ hội để rồi bày tỏ tin lành cứu rỗi cho các cháu cũng như là gia đình, cha mẹ. Chúng con cảm ơn Ngài. Và Chúa cũng nhớ đến đồng bào của chúng con, anh chị em của chúng con, những người đang sống ở tỉnh Gia Lai. Thời gian vừa qua thì mưa khá nhiều và nước cũng lên cao, vấn đề đi lại di chuyển khó khăn, và anh chị em của chúng con thì cũng đang bị thiếu lương thực. Ôi Chúa ơi, và cái nhu cầu về quần áo mùng mềm
xin Chúa cũng Chúa là đấng đầy lòng thương xót, Ngài thấy được những cái nhu cầu cấp thiết ở trong đời sống của đồng bào của chúng con ở tại miền Trung, và Chúa cũng có làm ơn cho các con cái Chúa ở khắp nơi, để rồi cũng có sự cầu thay và giúp đỡ một cách thiết thực, có sự đóng góp để rồi anh chị em của chúng con ở tại Gia Lai cũng không thiếu thốn chi. Chúng con cảm ơn Ngài, xin Chúa cứ làm ơn luôn qua cái lời cầu nguyện của chúng con, để rồi như lời Chúa dạy, người ta sẽ thấy việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Chúng con cảm ơn Chúa, xin Chúa cũng ban cho hết thảy anh chị chúng con, những người có trên phòng cầu nguyện, có tiếp tục có lời cầu thay, cũng như là có sự đóng góp, để rồi có sự giúp đỡ một cách thiết thực cho những người đang có cần, qua đó thì danh Chúa được bày tỏ và danh Chúa được vinh hiển. Cảm ơn Chúa. Chúng con cũng cầu nguyện cho người anh em chúng con là mục sư Huỳnh Văn Thảo. Chúng con cũng biết là việc xây móng thì đã hoàn tất từ lâu, nhưng mà còn vấn đề tài chính còn rất là khó khăn. Nhưng mà cảm ơn Chúa thì Chúa cũng có cảm động tôi tới của Chúa, có tấm lòng dâng hiến cho nhà Chúa ở tại Xuân Hòa. Tuy nhiên thì cũng có những cái bước ở trong tương lai. Trước mắt thì người anh em của chúng con mục sư Thảo thì cũng phải chuẩn bị vật liệu khoảng 50 triệu để có xi măng sắt thép để dựng lên những cây cột và tiến hành làm mái. Đang cầu nguyện. Ông Mai. 50 triệu tiền vật liệu thì xin Chúa cũng giờ sử dụng bàn tay của anh chị em cũng như là các thân hữu trong gia đình, anh chị em ở trong gia đình cũng như là anh chị em ở trong Chúa, để hỗ trợ cho một sư Thảo số tiền trước mắt là 50 triệu đồng để đem vật liệu về tiếp tục xây dựng, và hội thánh sẽ có cái nơi che mưa che nắng thờ phượng Chúa trong dịp Giáng sinh này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con biết là có đối với chúng con có rất là nhiều khi hoặc là có nhiều điều nó đi qua vượt quá cái khả năng của chúng con, nhưng mà chúng con tin rằng Chúa của chúng con là đấng toàn năng và Ngài có quyền ở trên tất cả mọi sự. Chúng con cầu xin ý của Chúa được nên ở trên tôi tớ của Chúa, và chúng con thấy rằng đây là cái việc cần thiết cho nhu cầu của gia đình, đặc biệt là cái nhu cầu thờ phượng Chúa của Hội Thánh Xuân Hòa. Chúng con xin Chúa làm ơn một cách đặc biệt ở trên tôi tớ của Chúa. Ngài sắm sẵn mọi sự và cho mọi sự được hanh thông, mọi sự được tốt lành theo ý muốn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa ban phước cho Hội Thánh Bắc Tít Đấng Christ ở tại Bình Thuận và mục sư Quốc là trưởng liên đoàn phụ nữ, có chương trình bổ linh cho phụ nữ ngày 21 đến ngày 23. Chúng con xin Chúa ban phước ở trên tôi tớ của Chúa một cách đầy ơn. Chúa cũng tiếp trợ mọi nhu cầu cần thiết và Chúa cũng làm mới lại tâm linh của chị em của chúng con. Dù những cái hội thánh khu vực lân cận dành thời gian để đến dự phần, được học lời Chúa cùng nhau, có thời gian, có cái dịp tiện để rồi thông công chị em khích lệ nhau trong đường lối của Chúa. Chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa ban phước cho hội đồng kỳ thường niên kỳ này của Giáo hội Tin lành Bắp Tít Liên hiệp Việt Nam, tổ chức ngày 24 và ngày 25 tại Hội Thánh Đa My. Đặc biệt là trong lúc này thì
mục sư Quản Nhiệm, mục sư Thái Hư Cần, sức khỏe thì không được tốt lắm. Chúng con cầu nguyện xin Chúa nhớ đến tôi tớ của Chúa, đặt bàn tay nhân từ của Ngài ở trên thân thể của tôi tớ Chúa, thêm sức một cách đặc biệt. Dù tối ngày hôm qua đã có truyền nước, nhưng mà chúng con cầu xin sức của Chúa ở trên tôi tớ của Ngài, để rồi tôi tớ của Chúa có thể cống hiến nhiều hơn cho công việc nhà Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cũng nhớ đến người chị em của chúng con là cô Thu, là nhân sự của Hội Thánh Đa My. Cảm ơn Chúa vì ơn chữa lành của Ngài trên đời sống của cô. Chúng con thấy một cách rất là đặc biệt. Và chúng con biết cô cũng là một người nữ mà Chúa đã sử dụng để giúp đỡ cho Hội Thánh của Chúa tại Đa My, cũng như là công việc của giáo hội. Xin Chúa làm ơn đặc biệt ở trên sức khỏe của cô, trên sự khôn ngoan, cũng như là trên gia đình. Chúa tiếp trợ về mọi nhu cầu về tài chính, về đời sống hàng ngày, để cô có thể cống hiến cho Chúa nhiều hơn nữa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cũng cầu nguyện cho người chị em của chúng con là bác Vĩnh. Qua lời cầu thay của bác ấy thì có xin Chúa chữa lành cho thầy Nguyễn Ngọc An ở thành phố Tháng 10 ở bên Nga, đang bị viêm xoang. Chúng con biết là căn bệnh viêm xoang thì rất là khó khăn cho những người mà ở thời tiết lạnh. Và chúng con nghĩ rằng hiện nay ở bên Nga chắc cũng rất là lạnh. Xin Chúa bổ sức cho thầy. Thầy Nguyễn Ngọc An. Nguyễn Ngọc An, xin Chúa chữa lành đặc biệt, xin Chúa thêm sức cho thầy An. Và chúng con cũng xin Chúa tiếp trợ cho Bắc Vĩnh, có tiền là 200 đô để có chi phí vào Sài Gòn để dự đại hội kỳ này. Chúng con xin chương trình năng đề của chị em chúng con cho Chúa. Và chúng con xin Chúa ban ơn một cách đặc biệt ở trên chị em của chúng con, để là chị em của chúng con được hỏa lòng trong công việc mà Chúa giao cho. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cũng cầu nguyện đặc biệt cho mục sư Bảo. Cái tấm lòng của ông nóng cháy với chương trình Bồi Linh vào ngày 17 và ngày 18, và diễn giả là mục sư Huỳnh Quốc Khánh đến tại Hoa Kỳ. Chúng con biết đối với luật pháp Việt Nam thì có người nước ngoài thì rất là khó, bởi vì theo luật thì phải xin phép ở ngoài Trung ương, ở ngoài Trung ương mới có thẩm quyền để cấp giấy phép cho người nước ngoài. Mặc dù ở dưới tỉnh Cà Mau thì người ta cũng đã có ý đồng thuận. Nhưng chúng con cũng cầu xin Chúa để Chúa cảm động lòng các cái cấp chính quyền cấp cao hơn, họ có tâm tình và họ được Chúa làm mềm lòng và dễ dàng trong cái việc cấp phép. Chúng con tin rằng nếu mà Chúa đã mở cửa thì không ai đóng lại được. Ôi Chúa ơi, xin Chúa ban phước đặc biệt ở trên tôi tới Chúa mục sư Bảo, cũng như là hết thảy nhân sự ở dưới Hội Thánh Cà Mau. Họ đã đặt cọc cái nơi để tôi truyền giảng, cũng đã có chương trình, rồi cũng đã có thư mời, đã chuẩn bị rất là nhiều thứ. Và khả năng là thứ hai hoặc là thứ ba tuần tới thì sẽ có điện trả lời từ phía chính quyền. Chúng con xin Chúa làm ơn Chúa ơi. Xin Chúa làm ơn cách đặc biệt ở trên tôi tới Chúa cũng như Hội Thánh, để rồi việc truyền giảng ngày 17-18 diễn ra một cách hành thông và mọi sự được thành công tốt đẹp. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho chính quyền Cà Mau cũng như là cấp trung ương, để rồi họ có một cái quyết định
hợp ý Chúa, đẹp lòng Chúa, và để lời Chúa được gieo ra một cách mạnh mẽ ở tại Cà Mau, qua đó bày tỏ sự vinh hiển của Chúa, cũng như là anh em chúng con, cái sự nỗ lực của anh em chúng con, được kết quả chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, những điều mà chúng con dâng trình tới Chúa vừa qua, chúng con tin rằng Chúa đã dũng nghe, và chúng con cũng tin rằng Chúa là đứng nhận những lời cầu nguyện của chúng con. Xin Chúa làm thành những điều mà chúng con ao ước, chúng con vừa mới dâng trình tới Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban phước ở trên hết thảy tôi tớ của Chúa, mỗi người trong chúng con, hết lòng hết ý nhờ cậy nơi sức toàn năng của Chúa. Xin Chúa thêm sức mỗi người trong chúng con, đặc biệt là mục sư Cần đang cần cái sự thêm sức rất là nhiều, Ngọc An, rồi mục sư Thảo, mục sư Hưng, mục sư Bảo, cô Thu, Bắc Vĩnh, hết thảy chị em chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp một lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Chúa chân thành cảm ơn mục sư Hiếu nhiều lắm. Cảm ơn mục sư Hiếu. Yeah. Tiếp tục chương trình. Dạ. Yeah. Tuyết có nhắn một cái tin đó. Phòng cầu nguyện số 56. Mục sư Dương Văn Tuấn đang bị bệnh đó. Dạ. Yeah. Ông bị đau khớp, đầu gối và cổ chân, đi lại hơi vất vả. 56 thì mục sư Tuấn cũng bệnh, 55 mục sư Cần cũng bệnh. Thành ra các mục sư này làm việc quá tải rồi. Bây giờ thì tôi kính mời mục sư Bộ nha. Mục sư Bộ sẽ ghi dùm những cái nhu cầu nan đề. Dạ. Yeah. Mục sư Bộ nghe không ạ? Alo. Mục sư Bộ ơi. Dạ. Đợi anh Tí, anh Tuấn phải mở mới được ạ. Dạ. Anh Tuấn mở chưa? Alo, mục sư Bộ ơi. Mở rồi đó. Ồ, cái này à. Dạ. Bây giờ nhờ mục sư ghi những nhu cầu nan đề, mục sư cầu thai cho chương trình tối hôm nay nha mục sư nha. Dạ dạ dạ. Mục sư thầy hay là mục sư có biết Dương Văn Tuấn không ạ? Bị dạ, đau khớp. Mục sư Dương Văn Tuấn là trưởng ban trường giáo của Hội Thánh Xi Mê miền Bắc. À. Dạ. Bị đau khớp. Dạ. Dạ. Bị đau khớp và đau cổ chân, đi lại vất vả một chút. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi. Ông có nhờ phòng cầu nguyện mình cầu thai cho ông. Dạ. Dạ. Tôi cũng nhận được tin. Dạ. Dạ. Rồi. Rồi. Anh chị em nào có năng đề cứ nêu lên nữa. Dạ. Yeah. Hết nan đề rồi, cảm ơn Chúa. Cầu nguyện hết nan đề rồi. Alleluia. Mục sư cầu nguyện cho chị Nga đang tìm một cái chỗ ở, đang đi tìm một cái nhà để mua. Xin Chúa sớm cho tìm được một căn nhà. Sắp được rồi. Chúa đang chuẩn bị sắp được rồi. Sắp được. Chị Nga. Chị Nga ở đâu mục sư ạ? Dạ. Chị Nga ở đâu ạ? Ở Hoa Kỳ á mục sư ạ. Dạ. Yeah. Là tìm cái nhà vừa to vừa đẹp nhưng là vừa rẻ. Có doanh nghiệp kinh doanh địa ốc đây. Với lại mục sư ơi, mình đang cầu nguyện xin Chúa cho một cái đội thành lập một cái đội phụ nữ để ủng hộ cái ở đằng sau, ủng hộ cho cái chương trình của mình ở đây. Còn cầu nguyện toàn cầu của mình đó. Phụ nữ cầu thai, chiến đấu cầu thai đúng không? Support trong mọi mặt ở đằng sau. Đội quân tóc dài ha. Dạ. Dạ.
Dạ, cũng các tôi tới Chúa cũng mình cũng cảm ơn Chúa, cũng có nghe chắc nghe tin tức về ở ngoài Bắc thì Chúa mở rất là nhiều cánh cửa cho những anh em, đặc biệt là trại cai nghiện đó. Và có một sự thông công thì vừa rồi thì năm nói chung một sư Hùng đồ cũng vô trong miền Nam thì cũng mở được một cái trại, thì bắt đầu là đã giao lưu rồi, thì vô đó cũng hướng dẫn những cái số người tin Chúa cũng đông, thì cầu nguyện để rồi ở trại cai nghiện ngay trong chỗ thành phố đó, nơi đó thì sẽ có tôi tới của Chúa vô truyền giảng, vô dạy dạy đạo chứ không phải là truyền giảng, truyền giảng rồi ngay trong trại cai nghiện luôn. Thì mình thấy là mình thấy nhiều cái cái trại cai nghiện ở ở các tỉnh như Bà Rịa Vũng Tàu là ở Tiền Giang, rồi mình nghe nói là giống như nó nổi loạn vậy đó, thì đó là cũng nằm ở trong chương trình của Chúa, và chắc là Chúa có một cái chương trình gì đó, thì mình cầu nguyện để rồi tiếp tục những cánh cửa của không những là ở ngoài Bắc xong rồi giờ ở thành phố, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới từ Cần Lan Lan tới mũi Cà Mau luôn. Bởi vì khi tôi nói chuyện với anh em công an đó thì khi tôi nói về cái vấn đề mà khi mà tại sao những người con gái Chúa dùng sâu sao tin Chúa, thì thứ nhất là những người bên chính quyền, những người mà là bên cựu chiến binh đó, thì họ bị là giống như là không có được vô, bởi vì là có đảng mà trong cái nỗ lực nhà nước tự do, và thứ hai nữa là hộ nghèo thì bị cắt. Và khi tôi nói với cái ông này là trưởng công an của B38 á, ông lo về các tôn giáo, ông lo về các tôn giáo đó, thì một ông mới nói là để chứng nhắc một cái nha. Xin lỗi một sư, mình đang thâu lại cho nên một sư nhắc một sư thôi. Trời, cảm ơn một sư. Biết, nên cầu nguyện thôi. Thì ông mới nói với tôi là ông có giống như một mối quan hệ rất là tốt. Và bắt đầu họ, tôi thấy là Chúa mở một cánh cửa rất là lớn, bởi vì cho mình giống như là mình với anh em của nhà nước cùng bắt tay nhau, và tôi thấy rất là tốt luôn. Bởi vì là ổng nói là ổng muốn tôi cũng trình bày vấn đề những cái điểm nhóm bị bắt bớ khó khăn đó, thì ổng mới nói được rồi, ổng sẽ muốn nói chuyện với các nhân sự của chúng tôi anh ở đây, và những điểm nhóm mà chưa được giấy phép á, thì để ổng lại ổng trình bày thứ nhất để nói về anh em, cho anh em được giống như hiểu rõ là nhà nước mình đã ủng hộ về Tin Lành rồi, thứ hai nữa là đã được tự do, và thứ ba nữa ổng nói về những cái lực nào mà mình nên hay không nên, để mà không có hiểu sai về nhà nước, và chính nhà nước không hiểu sai về mình nữa, thì đó là một cái bước rất là tốt. Thì ngày 24 này 8 giờ sáng thì cái phòng mà học nhân sự đó, tôi sẽ tiếp mấy vị này và tất cả các nhân sự trưởng nhóm đó, sẽ có mặt anh ở đây để mà giống như là tâm tình vậy đó, mà chứ không phải là không ban bố gì lịch gì cả, nhưng mà tâm tình. Thì điều này tôi thấy rằng một cái điều rất là quý, bởi vì hồi xưa mà khi nghe đến những anh em mà xa thì mình rất là ngại, nhưng mà thật sự ra họ rất là cởi mở, và tôi thấy rằng những điều gì đó Chúa đã làm. Chúa mở một cánh cửa không biết được, nhưng mà thấy rằng Chúa đã làm ở tỉnh Cà Mau này. Và thật sự anh có những điều họ nói mà mình thấy rằng họ ủng hộ rất là tốt luôn, cho nên là một là điều là cảm ơn Chúa. Thứ hai nữa là chúng ta cầu nguyện để tiếp tục không có bị giống như là bị ảnh hưởng xấu, ví dụ như là vì họ cũng hiểu mình là đang cứu người và họ cũng là người giúp đỡ người, để rồi hai cái điều đó họ không có cái điều gì đó để ngăn trở công việc của Chúa, cũng như là mình không có làm gì mà ảnh hưởng tới mấy anh em trong nhà nước cả. Và đó là điều mà tôi muốn anh em chúng ta cầu nguyện, đặc biệt cho ngày 24 chúng tôi buổi sáng sẽ gặp mặt cái anh này là non, thì không có gì mà cái này, bởi vì cái chúng tôi rất là cởi mở, rất là tâm tình. Anh này cũng rất là thoáng, anh cũng nói là anh muốn cũng tâm tình với anh em, bởi vì để cho nói rằng cho giữa mà tôn giáo với nhà nước đó, nó có một cái sự đoàn kết với nhau, thì tôi thấy đó là một cái cánh cửa mở. Bây giờ thấy rằng ở miền Bắc đã ảnh hưởng rất nhiều rồi, cho nên là họ cũng biết rồi, cho nên là cảm ơn Chúa, đó là một cái cánh cửa mà tôi thấy Chúa mở ra, chúng ta nên vui mừng và cũng tiếp tục cầu nguyện cho vấn đề này. Vâng.
quý vị cũng biết rồi là cái Quốc hội kỳ này ngày hôm qua đã thông qua cái luật tôn giáo và tín ngưỡng, tức là chính thức thông qua. Nhưng sắp tới thì theo cái trình tự pháp luật đó, thì nhà nước họ sẽ, chính phủ sẽ ra nghị định để hướng dẫn cái thực hiện cái luật. Và dĩ nhiên có nhiều người là có thể nhìn nhiều góc cạnh, nhưng mà tôi thấy là cũng có nhiều cái điều cởi mở. Bây giờ mình không gọi cái từ là để xin phép đâu quý vị, mà gọi là giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo thôi, đã kinh lên chứ không gọi là xin phép, vì không còn nên cơ chế xin cho. Cho nên mình, nếu như mà mình gọi cái từ xin phép thì trước đây mình chưa có giấy đó, thì là mình thuộc cái dạng được phép. Cho nên là hiện nay thì gọi là mình được cấp cái giấy chứng nhận sinh hoạt, nói như vậy là nó đúng hơn, cái tinh thần mới hơn. Ok, mình tiếp tục một sự Mục sư Bộ ơi. Dạ, nãy giờ có mấy cái nhan đề rồi mục sư hả? Hai nhan đề thôi mục sư. Dạ. Dạ, bây giờ có một cái nhu cầu này nữa, tôi xin đề xuất để kính nhờ mục sư Bộ cầu thai cho nè. Dạ, theo tinh thần chung thì Giáo hội Tin lành Baptist Liên Việt Nam sẽ tổ chức hai ngày hội đồng thường niên 24-25 ở Thánh Đa My. Về cái vấn đề mà ban tiếp tân nghi thức nghi lễ điều hành chủ tịch đoàn dự trữ đại biểu, nói chung chương trình thì ban điều hành em tôi làm hết rồi. Và đặc biệt về tài chính á, về căn bản thì chúng tôi cũng đã có chuẩn bị ở trên một cái mức độ cần thiết. Như vậy vừa rồi anh em cũng ngồi lại với nhau tính toán thì thấy nó cũng còn thiếu. Cho nên anh em trong ban cố vấn, trong ban điều hành họ có đề xuất tôi là để đi vận động. Thì cậy ơn Chúa thì trưa này thì tôi cũng đã đi vận động bằng cách là qua hệ thống điện thoại. Thì tôi cũng điện thoại với những cái anh em mà gần như là cũng rất là cưu mang, cũng là gần gũi, thì họ rất là vui nhận cái thông tin này. Nhưng mà họ nói rằng để họ tính lại, rồi có cái gì họ sẽ liên hệ lại, rồi họ mới giúp cụ thể cho cái dân Chúa qua cái dân hiến qua hội đồng này bao nhiêu thì lúc đó mới biết. Còn hiện giờ cũng hoàn toàn chưa biết gì hết. Xin kính nhờ sư một đầu thai cho. Chúa cảm hai ngày mấy ngày mấy một sư Thảo, hai ngày đó. Dạ 24-25 thôi mục sư. Dạ dạ. Dạ chúng tôi cũng cần một khoảng nữa. Dạ. Thì bây giờ thì chưa đã nói chuyện rồi, họ hứa là họ đã nhận lời và họ sẽ cứ hồi lại, đáp hồi lại. Tôi nói là sốt, tại bây giờ là hôm nay là 19-20 rồi. Dạ, nhờ một cái đầu này, động lòng được. Vậy thì có những điều mà tất cả đều tới Chúa nêu lên, còn có ai nêu lên điều gì nữa không ạ? Không thì quý vị cùng với tôi hiệp ý trong cái tiên để cầu nguyện. Con cảm tạ Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm, vì tình yêu của Ngài quá lớn lao đối với chúng con. Chúa ơi, Ngài dùng mỗi cuộc đời của chúng con để rồi cầu nguyện cầu thai cho nên con trên phòng cầu nguyện này. Con cảm ơn Chúa vì Chúa đã dùng chúng con là chức năng cầu nguyện để rồi sự cầu nguyện đó Chúa nhậm lời ban phước cho. Và Chúa nói chúng con là ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa Chúa sẽ mở cho chúng con. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Vậy chúng con đang cầu xin với Chúa đây, xin Chúa nghe và nhậm lời sự cầu xin của chúng con. Con cảm ơn Ngài, Ngài ban phước thật nhiều cho đời tới của Chúa là mục sư Dương Văn Tuấn ở miền Bắc. Chúa ơi, những điều mỗi cuộc đời của năm con gặp phải là đau khổ. Đức Chúa Trời là đấng năng quyền, và Chúa nói chúng con làm đặt tay lên cái đau được lành. Trong danh Chúa Jesus con công bố đặt tay lên người anh em con là mục sư Dương Văn Tuấn. Rồi con tin chắc rằng Chúa sẽ chữa lành cho anh em con trong giờ phút này bởi năng quyền của Chúa và sự cầu nguyện của con. Chúa nhận lời ban phước cho. Và Chúa nói chúng con là người công bình xuất sắc, nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Xin Chúa ban phước chúng con là những người cầu nguyện thật có linh nghiệm. Xin Chúa Trời này ở cùng ban phước cho để tới của Chúa là Dương Văn Tới. Đúng, để rồi mỗi ngày anh em con có nhận được cái sự chữa lành từ nơi Chúa qua sự cầu nguyện của con. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Và chúng con nhớ đến anh chị em chúng con là mục sư Cần đã bệnh thân thể. Chúa ơi, Ngài biết được anh em con đã lo cuộc Chúa nhiều và những trở ngại về thời tiết, thì Chúa Giêsu chúng con vào phút này nghe sự cầu xin và cầu nguyện của chúng con thì Chúa nhậm lời con phước cho. Con đặt tay lên để tới của Chúa là mục sư Cần. Xin Chúa chữa lành cho anh em con, để rồi đức tin anh em con sẽ chữa lành anh em con, và đức tin của chúng con cầu nguyện Chúa. Xin Chúa vào phút này chữa lành cho mục sư Cần, để mục sư Cần có sức khỏe để mỗi ngày biết đương kể Chúa, phục vụ Chúa. Và con tin chắc rằng Đức Chúa Trời Ngài dùng tới của Chúa là mục sư Cần, rồi trong những ngày tháng còn lại để tới của Chúa lo việc Chúa ở tại nơi Bình Thuận cũng như công việc Chúa ở các nơi. Xin Chúa ban phước
giúp đỡ và em muốn khích lệ đại tôi của Chúa là một sự cần. Để rồi ông có ơn của Chúa nữa trong những ngày sắp đến và công việc Chúa ở tại Bình Thuận được phát triển. Con cảm ơn Chúa. Con nhớ đến anh chị em chúng con là chị Nga ở Hoa Kỳ. Chúa ơi, công việc chúng con mỗi ngày ăn ở mặc và mọi việc chi phí, mọi việc có cần đến cuộc sống của chúng con. Và năm con muốn cất một ngôi nhà hay là tìm một ngôi nhà để rồi năm con nghỉ ngơi và sinh hoạt gia đình. Xin Chúa Đức Chúa Trời của con là đấng giàu có, là đấng biết hết mọi sự. Xin Chúa cho chị Nga ở tại đất nước Hoa Kỳ để rồi chị có một cái sự khải tượng hay là chị có một cái tấm lòng rồi cô mang hay là có một cái điều kiện để giúp cho thật tốt để cô có một con nhà để cô chị ở đó và nơi đó cũng là nơi sinh hoạt gia đình. Xin Chúa ban phước lại mọi công việc của con cầu nguyện trong buổi tối hôm nay. Xin Chúa nhậm lời ban phước cho chị Nga để rồi chị có một nơi ở thật tốt để rồi công việc của gia đình được sinh hoạt mỗi ngày để chị luôn luôn biết nhờ cái Chúa, luôn cậy nơi Chúa. Đức tin của con cầu nguyện trong buổi tối hôm nay. Xin Chúa nhậm lời ông phước, mà biết được cái sự yếu đuối của chúng con, mà biết được nhu cầu công tác truyền giáo của chúng con, mà biết được nhu cầu phòng cầu nguyện mỗi đêm. Xin Chúa ban phước thật nhiều cho anh chị em phụ nữ, để rồi chị em phụ nữ luôn luôn biết nương cậy nơi Chúa, để rồi luôn luôn gắn kết với nhau trong đời sống yêu thương thực sự của Chúa. Và tin chắc rằng cái đội quân cái tóc dài này sẽ là làm ích lợi cho công việc nhà Đức Chúa Trời trong những ngày tương lai. Con cảm ơn Chúa là người hậu bị trong công tác cầu nguyện cho phòng cầu nguyện của chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa ban phước thật nhiều cho những người lo công việc cầu nguyện ở phía sau phòng cầu nguyện này. Thì xin Chúa ở cùng ban phước cho anh chị em có ơn Chúa sức giàu đặc biệt. Xin Chúa ban phước trên chức vụ của anh em con nữa. Rồi chức vụ của anh em con là chức vụ cầu thai. Xin Chúa ở cùng ban phước cho để mỗi ngày anh em con có ơn của Chúa trong sự cầu nguyện, được nhiều người chữa lành, cầu nguyện được nhiều người khích lệ trên đời sống bước đường theo Chúa. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban phước thật nhiều cho chúng con. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Và một sư bảo cũng trình bày công việc Chúa là giúp đỡ cho cái đời sống của anh chị em cai nghiện. Chúa ơi, ở miền Bắc thì cũng rất